em sẽ bán với giá 39k áp dụng chia sẻ nha mọi người. Lên chia sẻ bài viết hộ em nha các tình yêu ơi. Hôm nay nick kia bị khóa rồi cho nên em sẽ dùng nick phụ nha mấy chị yêu. Rồi mọi người ơi, lên chia sẻ bài viết giùm em nha mấy chị yêu. Chia sẻ bài viết giùm em mình để mình được mua hàng giá siêu rẻ luôn nè. Mọi người ơi, lên chia sẻ bài viết giùm em giúp em nha. Đồng giá nha mấy chị yêu ơi, hôm nay đầu like thì em sẽ bán với giá 39k cái đầm mẫu đang mặc nha mọi người. Chị nào đang xem thì cho em xin dấu chấm nè mấy chị yêu ơi. Rồi em xin chào 60 chị cùng xem nè mấy chị yêu ơi, chia sẻ bài viết giùm em nha mọi người, chia sẻ bài viết giùm em nha. Rồi hôm nay lên xem hàng đồng giá 89k. À, chị Nhã Phương ơi, hello Thanh Vũ Vinh nè. À, 39k nha chị. Áp dụng chia sẻ nha chị yêu ơi, áp dụng chia sẻ nha. Chị nào đang xem thì chia sẻ bài viết đi. Chia sẻ bài viết xem được mua hàng với giá 39k. Hello chị Hoa Sơn Rồng nè. Rồi mẫu đang mặc là 39k áp dụng chia sẻ nha mọi người. Mẫu đang mặc là 39k áp dụng chia sẻ nha. Rồi hàng sale mỗi mẫu chỉ còn có 1 cái thôi nha mọi người. Hello Xuân Subi nè. Rồi hàng sale mỗi mẫu chỉ còn có 1 cái thôi cho nên mấy chị nhanh tay hốt hàng về nha mấy chị ơi. Em nhắc lại lần nữa nha, hàng sale mỗi mẫu chỉ còn có 1 cái thôi cho nên mấy chị nhanh tay giùm em. Mẫu đang mặc em đang lên với giá 39k, chị nào mua thì áp dụng chia sẻ nha mọi người. Áp dụng chia sẻ. Hello Lượng Đinh Lệnh Lượng nè. Mấy chị ơi, áp dụng chia sẻ nha. Cho nên mấy chị chia sẻ bài viết đi. Hello chị Nguyễn Hà nè. Rồi mọi người ơi, lên chia sẻ bài viết hộ em nha mấy chị ơi, lên chia sẻ bài viết hộ em nha. Mẫu đang mặc với giá là 39k áp dụng chia sẻ nha. Mẫu đang mặc với giá là 39k áp dụng chia sẻ. Chị nào đã chia sẻ rồi thì comment giùm em mã 39 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu. Mua hàng comment giùm em mã kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rồi mẫu đang mặc cực kỳ xinh luôn, 39 kèm số điện thoại, em nhắc lại lần cuối nha mấy chị yêu. 39 kèm số điện thoại nè, đầu like em sẽ bán em giống như mình chơi mini game á mấy chị yêu. Vậy như mình chơi mini game vậy đó. Mẫu đầu tiên sẽ có giá 39k kèm số điện thoại. Em nhắc lại lần cuối cùng nha. Mẫu đầu tiên sẽ có giá 39k kèm số điện thoại giúp em nha. 39k kèm số điện thoại mọi người ơi. Hôm nay em sẽ sale hàng đồng loạt hết trơn nha mấy chị. Nếu chị nào không mua được hàng giá 39 thì em sẽ sale với giá là 90k nha. Em nhắc lại lần cuối cùng nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc có giá là 39k, tầm khoảng 57-58kg độ xuống vừa hàng body nha mấy chị. Mẫu này là mẫu body ren nha mấy chị, cực kỳ sang chảnh luôn mọi người ơi, cực kỳ sang luôn nha. Rồi bên em có tách sỉ tách lô luôn nha mấy chị yêu, váy đỏ. Váy đó 35kg là mặc vừa đó chị Phạm Hằng ơi, nhưng nó rộng nha chị Phạm Hằng, chị phải về chị nhấn eo lại giùm em nha. Chị về chị nhấn eo lại giùm em nha mọi người. 35kg là về nhấn eo về mẹ vô giùm em chứ 35kg là mặc không vừa đâu nha. Mặc hơi rộng á. Hello cảm ơn chị Phạm Hằng nè. Rồi chị nào đã chia sẻ thì comment giùm em mã 39 kèm số điện thoại nha mọi người. 39 kèm số điện thoại giúp em nha. Mã đầu tiên có giá là 39 kèm số điện thoại, váy đó bao nhiêu ký mật chị Nhã Phương ơi, tầm khoảng 57-58kg độ xuống vừa nha. Em nhắc lại lần cuối cùng nha. Em nhắc lại lần cuối cùng nữa, em chơi game đúng 3 phút thôi mọi người ơi, em chơi game đúng 3 phút thôi. Vì vậy mấy chị hãy nhanh tay giùm em nha. Phải nhanh tay chốt cái mã này về giúp em nha mọi người. Em nhắc lại lần cuối cùng nha. Em lên mã hàng thì mỗi một mẫu em lên chỉ có 3 phút để mà sale hàng giá 39 thôi. Cho nên mấy chị nhanh tay giùm em để em qua những cái mẫu khác. Những mẫu khác thì không còn giá 39 nữa đâu. Rồi cái mẫu hồng mẫu đang mặc là giá 39k, chị nào lấy comment cho em mã 39 kèm số điện thoại, giá của nó sale đầu sale là sẽ là 39.000 nha mấy chị yêu. 39k nha, chị nào thích cái mẫu hồng này thì comment mã hồng 39 kèm số điện thoại giúp em nha. Em nhắc lại lần cuối nha mấy chị yêu ơi, đã 5 phút rồi mấy chị không ai comment hết trơn á, không ai comment đúng cú pháp như em hết trơn á, là em không có chốt với chị Phạm Hằng ơi. Mình chơi game thì mình phải comment đúng cú pháp như em mà em đọc nha mấy chị nè. Em nhắc lại lần nữa, hồng nè, hồng 39 kèm số điện thoại giúp em nha. Em nhắc lại lần nữa nha mấy chị yêu, hồng 39 kèm số điện thoại giúp em nha mọi người. Hồng 39 kèm số điện thoại giúp em, làm đúng như cú pháp đi rồi em sẽ chốt hàng nha mấy chị yêu ơi. Đúng 3 phút thôi mọi người ơi, giờ là 5 phút rồi nè. Em nhắc lại lần nữa nha chị, cái mẫu hồng nha, hồng 39 kèm số điện thoại giúp em nha. Hồng 39 kèm số điện thoại giúp em để em chốt mãi cho mấy chị nè. Em thấy rất là nhiều chị đang xem nha mọi người ơi. Ai thích cái mẫu đầm body hồng thì chốt mã body hồng 39 kèm số điện thoại nha. 39 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị. Em bán cái mẫu này với giá 39k cho mấy chị yêu thôi. Áp dụng chia sẻ nha mấy chị yêu. Áp dụng các chị chia sẻ bài viết giúp em nè, mã 39 kèm số điện thoại đi. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nè, lượt comment nhiều nhất nè thì em sẽ bán thôi nha. Em bán cái mẫu này với giá 39 cho mấy chị luôn. Rồi, chị nào đang xem thì nhanh tay. Rồi chị nào nhanh tay comment giùm em nha mấy chị yêu ơi, comment giùm em và chia sẻ nhanh tay giùm em nha. Chia sẻ nha mọi người. Em xin chào chị Hồng Hải, Hồng Thêm nè. Em nhắc lại lần nữa nha, mẫu đang mặc có giá 39k áp dụng chia sẻ nha. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ chốt cho chị đó nha. Bên em sẽ có thanh công cụ để kiểm tra mình cái lượt chia sẻ của mình là bao nhiêu nha mấy chị. Bởi vậy nha,
Có luôn, Kim Dung Nguyễn ơi, bên em có váy body cổ yếm luôn nha. Nhưng hôm nay em sẽ lên hàng sale cho mấy chị, là đồng giá là 90k cho mấy chị luôn. Nhưng mà đầu like thì em sẽ bán với giá 39k trước nha mấy chị. Chị nào may mắn thì được nhận mua hàng này với giá 39k thôi. Còn những chị sau còn lại sẽ được mua với giá ưu tiên là 90.000 nha mọi người. Sale giảm giá 50% trên tất cả các mặt hàng luôn. Rồi, chị nào nhanh nhanh tay chốt em cái mã hồng nè, hồng 39 kèm số điện thoại, phải comment nhanh nhanh tay mới chốt hàng được nha mấy chị. Bên cạnh đó mấy chị phải chia sẻ bài viết cho mọi người. Em nhắc lại lần cuối nha, mấy chị phải chia sẻ bài viết giùm em nha mấy chị, áp dụng để chia sẻ bài viết nha. Chị nào không chia sẻ bài viết là em không áp dụng nha mấy chị yêu. Chị nào không chia sẻ bài viết là em không áp dụng nha. Em nhắc lại lần nữa, khi mà mấy chị đã trúng em rồi mà mấy chị em kiểm tra mà mấy chị không có chia sẻ bài viết thì lúc đó là em sẽ hủy kết quả và em sẽ chọn người khác nha mấy chị. Lúc đó rất là tiếc nha mọi người. Bởi vậy cho nên đầu tiên thì mấy chị phải chia sẻ bài viết giúp em nha. Chia sẻ vào đúng link là vào năm hoặc là 10 hội nhóm giùm em nha mấy chị. Chỉ cần ấn nút chia sẻ là được nha mấy chị. Chỉ cần chia sẻ và comment 39 hồng 39 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu ơi. Em nhắc lại lần nữa nha, hồng 39 kèm số điện thoại, mẫu này rất là xinh luôn. Alo chị nói gì, con xem vài tiếng vô. Xem vài tiếng vô cho nó quen quen hiểu không? Tiếng đã đứng ngoài. Đứng ngoài mấy mốt làm kinh đứng gì luôn, tôi không có nói chuyện luôn á. Rồi hồng 39 kèm số điện thoại nha. Mấy tình yêu nào mà thích mẫu này thì mình comment để mình có thể trúng mini game với giá ưu đãi là 39k. Nói đi. Chị cho nói mà. Rồi sau khi hết mini game á, mấy tình yêu nào mà thích cái mẫu này á thì mình có thể mua với giá ưu đãi là 89k. Cứ nói bình thường đi, nói tự. Rồi Vivi Huỳnh, em thấy chị đang comment rất là nhiều, cố lên chia sẻ để được mẫu này nha. Mẫu này là làm từ chất liệu là ren bên ngoài với lại có lớp lót bên trong, rất là đẹp, hàng chuẩn thiết kế nha mọi người ơi. Rồi em còn đúng 2 phút nữa để em chốt hàng nè mấy chị yêu ơi, nhanh nhanh tay giùm em nhé, chia sẻ bài viết nè, comment giùm em, biết đâu được mình là người may mắn được nhận được mua chiếc đầm thiết kế này với giá 39k mấy chị yêu ơi. Chỉ cần mấy chị làm đúng cú pháp là hồng 39k kèm số thoại trước khi làm đúng cú pháp thì mấy chị phải chia sẻ bài viết giúp em nè. Nãy giờ em chỉ thấy chị Vi Vi Huỳnh comment thôi, chắc em chốt là em tặng cho chị Vi Vi Huỳnh luôn á, em bán cho chị Vi Vi Huỳnh luôn á. Mấy chị yêu ơi, mình comment nhiệt tình, chứ mình đừng có comment một lần hai lần rồi mình bỏ qua mà mình không comment tiếp nha mấy chị. Em nhắc lại lần nữa nha, chọn chiếc mã này ra là chọn người may mắn và có lượt comment và chia sẻ nhiều nhất nha. Chị Hoàng Hải Hồng Thiêm ơi, chị chia sẻ nhiều mà chị không comment thì cũng như vậy thôi nha. Em nhắc lại lần cuối nha, chia sẻ nhiều mà không comment thì cũng vậy thôi, em cũng không chốt hàng nha mấy chị. Phải comment và chia sẻ nhiều, tại vì mẫu này là mẫu thiết kế nha mọi người, mẫu thiết kế. Mình giống như mình đi câu cá vậy mấy chị có cần câu mà mấy chị không có mồi thì mấy chị cũng không câu được cá nha mọi người. Em nhắc lại lần nữa nha, khi mà mình đi câu cá cũng vậy nữa, khi mà mình đi câu cá đi, mình có cần câu mà mình không có mồi thì chắc chắn mình sẽ không câu được cá nha mọi người. Bởi vậy cho nên chị nào muốn được mẫu đầm này thì mấy chị phải chia sẻ bài viết kèm bên đó là mấy chị phải comment nha mấy chị phải comment liên tục thì em mới thấy mọi người ha. Rồi mọi người ơi, em nói lại lần cuối nha, em còn đúng 1 phút nữa để em chốt hàng nè, đúng 1 phút nữa nha. Em thấy chị nào mà em chốt ra và em soạn có ai có lượt comment nhiều nhất thì em sẽ chốt cho chị đó nha. Lượt comment và lượt chia sẻ nhiều nhất nha mấy chị yêu, em nhắc lại lần nữa nha. Bên em có thanh công cụ để mà kiểm tra nha mấy chị yêu, em nhắc lại lần nha. Bên em có thanh công cụ để mà kiểm tra thử cho mấy chị chia sẻ bao nhiêu nhóm nữa nha mấy chị. Chính xác là chia sẻ bao nhiêu nhóm và comment bao nhiêu lần nữa nha mọi người. Cho nên mấy chị phải thật sự là đã chia sẻ rồi nha mấy chị, em nhắc lại lần nữa nha. Mấy chị thật sự là đã chia sẻ và comment nha mấy chị. Bởi vì cái mẫu đây là mẫu cao cấp nha mấy chị. Thường ngày em bán 150, 180, hôm nay em sale với giá 39k cho các tình yêu luôn. Bởi vậy cho nên mấy chị chia sẻ bài viết mạnh tay giúp em nha. Rồi em chốt nha mấy chị, 10 phút nè. Em nói 10 phút rồi em sẽ chốt 10 phút nha. Em chốt 10 phút nha mấy chị. Rồi bây giờ em sẽ chốt nè. Em chốt cho chị Vi Huỳnh nha mấy chị yêu, Vi Huỳnh nha. Em nhắc lại lần nữa, chị Vi Huỳnh nha, có lượt chia sẻ nhiều nhất nè, lượt comment nhiều nhất luôn. Rồi mấy chị yêu ơi, em chốt nha, em nói là em làm nha mấy chị, Vi Huỳnh nha. Chị Vi Huỳnh ơi, inbox cho em nha mấy chị yêu ơi. Chị Vi Huỳnh inbox cho em lượt chị chia sẻ nha mấy chị, chụp màn hình chia sẻ lại giúp em nha. Và sau đó rỡ vào inbox giúp em nha chị Vi Huỳnh. Rồi mấy chị yêu ơi, em xuống cái mẫu này, em xuống mẫu này nha mấy chị yêu ơi. 39k đã hết rồi nha, em sẽ lên hàng sale với giá là 90k nha mấy chị. Sale với giá là 89k nè, mấy chị yêu ơi nhanh tay giùm em nha. Sale đồng giá 89k, mua hàng comment mã nè. Mua hàng comment mã kèm số điện thoại nha mấy chị, mã cộng số điện thoại nè, cộng số điện thoại giúp em nè. Rồi em qua mẫu này nha mấy chị yêu, em nhắc lại lần nữa, em đã kết thúc livestream rồi nha. Ủa em xin lỗi nha, em đã kết thúc mini game rồi nha các tình yêu.
em lên mã và mình bán với giá 39, bên dưới với giá 89k nha mấy chị. Vivi Huỳnh ơi, chị đã trúng mini game 39k rồi nhé. Bây giờ em sẽ lên mẫu nè. Bây giờ em sẽ lên hàng sale 89k cho mấy chị yêu nè. Lên hàng sale 89k cực kỳ sang chảnh luôn mấy chị yêu ơi. Cực kỳ sang chảnh hàng 89k luôn nè. Rồi cái đầm body hồng ấy, chị nào mà thích cái mẫu đó mà chưa có mua được thì mấy chị cứ việc comment mã hồng 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Em nhắc lại lần nữa nha, hồng 89 kèm số điện thoại giúp em. Rồi, em lên một cái mẫu hàng sale 89k nha mấy chị. Hôm nay em xả kho em bán 89k cho mọi người nè. Rồi chị nào đang xem thì cứ việc comment tương tác đi nha mọi người. Rồi em lên một cái đầm body xanh nha. Đầm body xanh này tầm khoảng 60kg độ xuống vừa nha mọi người. Đầm body xanh này tầm khoảng 60kg độ xuống vừa nè. Rồi chị nào thích cái body xanh này thì chốt mã body xanh kèm số điện thoại với em. Body xanh 89 kèm số điện thoại nha. Hàng này em bán sale đồng giá 89k luôn. Rồi chị nào nhanh tay mua hàng nha. Em chốt từ 2 sản phẩm trở lên nha mọi người. Em nhắc lại lần nữa nha, chốt hàng từ 2 sản phẩm em mới chốt nha. Và mỗi mẫu bên em chỉ còn duy nhất có một cái thôi, cho nên chị nào mà chốt hàng bên em mà em nói còn một cái thì mấy chị phải nhanh tay chốt hàng nha. Rồi lửa sống về đêm chốt hồng 89 nè. Rồi em nhắc lại lần nữa, hồng hết rồi nha mấy chị yêu. Lửa hồng, lửa sống về đêm, cái hồng em còn hai cái thì em sẽ hết hàng rồi, cho nên em sẽ không có chốt hồng nữa. Em chốt cái đầm xanh này một cái duy nhất thôi nha mọi người. Xanh này em còn đúng một cái nha mấy chị. Chị nào thích thì comment mã body xanh 89 kèm số điện thoại giúp em để em chốt nhanh tay gọn chân cho mấy chị nè. Không, đặt body xanh nha mấy chị yêu. Body xanh em còn đúng một cái thôi. Chị nào mà có lượt comment nhanh nhất nha mấy chị yêu thì mua được cái mẫu này với giá 89k. Thường mẫu này sẽ bán có giá là 220 nha mấy chị. Hôm nay em sale 89k cho mấy chị yêu luôn. Rồi body xanh cực kỳ sang chảnh luôn mấy chị ơi. Body xanh rất là sang luôn. Mấy chị nào mặc đi làm văn phòng nè, mấy chị hội nghị nè, văn phòng hội nghị đám tiệc cưới gì đó, đi chơi với bạn bè thì mặc cái mẫu này rất là sang chảnh nha mấy chị yêu. Em nhắc lại lần nữa nha, mẫu này mình mặc trễ vai được, mình kéo lên được. Rồi body xanh, xanh 89k em nhắc lại nha, xanh 89k kèm số điện thoại siêu su ơi. Chốt hàng comment đúng cú pháp giùm em và đúng số điện thoại giùm em mới điện em chốt đơn được nha mấy chị yêu. Còn đúng có một cái thôi, cho nên mấy chị nhanh tay giùm em. Chị nào mà không chốt cái mẫu này rất là tiếc. Em chốt hàng từ 2 sản phẩm trở lên nha mọi người, chốt hàng từ 2 sản phẩm trở lên. Su Su ơi, mình comment là xanh 89k kèm số điện thoại nha, để cho đúng cú pháp để mình nhận được cái đầm này. Chỉ còn duy nhất một cái nữa thôi các bạn à. Hello Yến Gia nha. À cái vải này đó hả? Đây là chính là vải vậy. Nói như thế nào ta? Dạng giống như là nó là khô không á lại Yến Gia ơi, nhưng mà cái chất vải nó rất là mịn nha, mịn và mát nha. Hàng này hàng cao cấp nha bạn. Mình mới sale nha mấy chị ơi. Hôm nay em sale, nếu mà em sale giá 89k là mấy chị đã biết được cái giá trị của cái đầm này như thế nào rồi nhá. Rồi em nhắc lại lần nữa nha, cái đầm xanh body này chị nào lấy thì chốt giùm em mã body xanh 89 kèm số điện thoại giúp em. Em còn đúng một cái thôi nha mấy chị, em còn đúng một cái. Chị nào chốt nhanh gọn lẹ thì chốt liền giùm em nha. Hàng này không còn nhiều nha mấy chị, hàng này không còn nhiều, còn một cái duy nhất thôi. Rồi chị nào không chốt thì em qua mẫu là rất là tiếc nha mọi người ơi. Chỉ còn có một cái, cho nên là mấy chị nhanh tay giùm em nha. Body xanh 89 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu. Body xanh 89 nha. Cái đầm này tầm khoảng 60kg nha anh Hồng ơi. Tầm khoảng 60kg đổ xuống mặt vừa nha mấy chị. Mẫu này rất là xinh luôn, không lấy cái đầm này rất là tiếc. À cái mẫu đầm vàng hả? Đầm vàng ở trên đó là 150 nha. Đầm vàng ở trên là 150. Cái hàng đó là hàng thiết kế nha bạn. Rồi em chốt Diệu Thanh nè, body xanh em chốt với chị Diệu Xanh, Diệu Thanh là hết hàng nha mấy chị. Hàng em mỗi mẫu còn có một cái, cho nên em nói em hết hàng là em sẽ không còn hàng nha. Hết hàng nha Yến Gia ơi, mẫu body xanh nó đã hết rồi nha mấy chị. Mẫu body xanh đã hết hàng rồi. Rồi mấy chị yêu ơi, chị nào chốt nữa thì nhanh tay chốt giùm em nè. Xanh hết nha, Thúy Diễm Phạm và Phạm ơi, xanh hết rồi. Rồi em lên được cái dạ hội nha mấy chị. Dạ hội này em sale với giá 89k luôn. Chị nào lấy thì chốt giùm em còn duy nhất một cái thôi nha. Dạ hội 89 kèm số điện thoại giùm em nha. Dạ hội trắng nha mấy chị yêu, dạ hội trắng 89 kèm số điện thoại. Đây còn một cái duy nhất thôi. Đây em còn đúng một cái dạ hội nha mấy chị yêu, em còn đúng một cái dạ hội. Body xanh hết nha Lý Khánh Nguyễn ơi, body xanh em hết hàng rồi nè. Mấy chị ơi em nói rồi, mấy chị ơi, mấy chị mua hàng mấy chị phải chốt nhanh giùm em, tại vì bên em chỉ còn có một cái em mới sale thôi. Cho nên mấy chị chốt mà mấy chị chốt sao người ta là mấy chị sẽ thua thiệt nha mấy chị. Em nói lần nữa nha. Body xanh đã hết hàng. Body xanh em chốt với chị Diệu Thanh đã hết hàng rồi nha. Chốt người đầu tiên nha mấy chị, người đầu tiên comment sớm nhất. Rồi em lên một cái dạ hội này tầm khoảng 57-58kg độ xuống. Dạ hội màu trắng nha mấy chị. Dạ hội này là cực sang chảnh luôn. Ai lấy comment dạ mã dạ hội trắng kèm số điện thoại giùm em. Nhắc lại lần nữa, dạ hội trắng 89k kèm số điện thoại. Dạ hội trắng nha. Dạ hội trắng 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Ok Vũng Nguyễn này, từ em sẽ lên cái đầm đó cho chị coi nha. Dạ hội trắng 89 kèm số điện thoại. Nhắc lại lần cuối cùng, dạ hội trắng 89 kèm số điện thoại. Chỉ còn có một cái duy nhất thôi. Em nhắc lại lần nữa, còn có một cái thôi nha mọi người. Nhanh tay nha mấy chị yêu ơi.
Dạ hội trắng này cực kỳ sang chảnh, mấy chị đi dự tiệc nè, mấy cái hội nghị lớn 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 á, mấy chị mặc mấy cái hội này rất là sang luôn. Mấy chị chỉ cần đeo một cái đôi hút cao cao lên, hoặc là không cần phải đeo luôn, mấy chị chỉ cần mang một dép bê thôi, nó cũng rất là đẹp nha mọi người ơi. Tại vì nó phủ tới gót mình luôn á mấy chị, rất là sang chảnh luôn. Dạ hội trắng em còn có một cái nha mọi người, nhanh tay giùm em nha. Rồi không mấy, dạ hội trắng là em qua mẫu một cái là không còn kịp nha mấy chị. Dạ hội trắng còn có một cái thôi. Rồi qua mẫu dạ hội trắng nha mấy chị. Dạ hội trắng 89 mấy chị không chốt là rất là tiếc luôn, tại vì em sale đó. Em sale 89k là quá rẻ nha mấy chị, hôm nay em đúng ngày sale của em luôn á. Dạ hội trắng không lấy là rất là tiếc nha mấy chị. Dạ hội trắng nè. Đúng rồi Ánh Hồng ơi, nhưng mà hàng này là hàng em thanh lý, nhưng mà hàng new đúng 100% nha chị, giống như là hàng kho của em toàn kho em bán ra thôi, em bán hết để em nhập hàng mới về thôi nha mọi người ơi. Em đang nhập hàng Tết về thôi nha mấy chị yêu ơi, để em xả ra hết nha. Rồi hàng này đúng đều là hàng cao cấp hết luôn nha mấy chị yêu, hàng cao cấp hết luôn, cho nên em mới sale hàng 89 thôi, là nó sẽ thấp hơn cái giá sỉ của em ở ngoài đó mấy chị yêu, nó thấp hơn giá sỉ ở ngoài luôn. Chị nào mà đang có ý định mà muốn mua bán gì đó, mấy chị lấy hàng này về bán cực kỳ im luôn nha mấy chị, hàng này giá sỉ rất là mềm nha. 89k Đức Huy ơi, 89k cái đầm dạ hội lúc nãy là 89k. Rồi không ai làm dạ hội trắng là rất là tiếc luôn. Rồi bây giờ qua mẫu cái đầm body đỏ nè. Đầm này em nói nhắc lại lần nữa nha, hàng bên em đều tất cả đều có bút ngực hết luôn nha mọi người. Hàng bên em tất cả đều có bút ngực nha, cho nên mấy chị yên tâm, mấy chị mặc cái này mấy chị không cần phải mặc áo ngực. Rồi chị nào lấy cái đầm này thì chốt giùm em nhé. Chị Thương Chương ơi, chị mua bên em khi nào chị Thương Chương ơi? Thương Chương mua bên em khi nào nè? Có zoom luôn nha chị Mi Trần ơi, có zoom luôn. Đảm bảo có zoom cho chị luôn nha. Rồi cái đầm body đỏ này mấy chị yêu ơi, có nơ nha, body đỏ có nơ này 57-58kg nha. Body đỏ này đỏ 60kg vừa không á chị, bỏ chị cao bao nhiêu chị ơi? Body đỏ này ship bao nhiêu đấy chị? Dạ ship 30k nha Lý Khánh Nguyễn ơi. Có đầm chung riêng cho chị Linh Nguyễn ơi, có đầm chung nè. Ồ em thấy nhìn gọi lắm mà sứ sợ sương mù ơi. Rồi bây giờ nè, đầm body đỏ này nếu mà 60kg là ta cao có từ 1m6 trở lên nha mọi người. 60kg cao có từ 1m6 trở lên nha. Rồi body đỏ này chị nào chốt thì comment mã body đỏ 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Body đỏ 89 kèm số điện thoại giúp em nha mọi người ơi. Body đỏ 89 kèm số điện thoại giúp em nè. Body đỏ 89 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Body đỏ 89 kèm số điện thoại nè. Mấy chị nhanh nhanh tay chốt cái mẫu này nha mọi người ơi, cực kỳ xinh cái mẫu này luôn, bao sang bao đẹp cái mẫu này luôn nha. Rồi body đỏ 89 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu ơi. 50kg mà không biết cao bao nhiêu. Rồi em nhắc lại lần nữa nha, body đỏ nha, 62 cao, 62 kg 1m56 không vừa nha, 62k cao 1m56 không vừa. Rồi chị nào mẫu cao 1m65 nha mọi người, mẫu cao 1m65 nha. Mẫu cao 1m65 nặng 55kg nha mấy chị yêu, 65 nặng 55kg. Rồi chị nào chốt cái body đỏ này thì comment mã body đỏ kèm số điện thoại nha mấy chị, body đỏ kèm số điện thoại nha. Mẫu này kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Body đỏ chốt cho chị Yến Còi nè. Rồi hết body đỏ nha mấy chị yêu ơi, hết body đỏ nha, em qua mẫu khác nha. Hết body đỏ em qua mẫu khác nè. Rồi body đỏ hết hàng nha mấy chị. Hết rồi nha chị Lý Thanh Nguyễn ơi. Rồi body đỏ đã hết hàng rồi nha mọi người ơi, body đỏ đã hết hàng rồi. Có cho xem hàng trước luôn nha chị Ánh Hồng ơi, có cho xem hàng trước nha. Rồi em lên một cái zoom nha mấy chị yêu ơi, em lên một cái zoom nha. Rồi em lên một cái mã zoom nè mọi người ơi, zoom đỏ nha mấy chị, zoom đỏ nha. Zoom này tầm khoảng 57kg nha mọi người, zoom này tầm khoảng 57kg đổ xuống nè. Rồi zoom 57kg đổ xuống nha các tình yêu ơi, zoom 57kg đổ xuống nè. Chị nào thích cái zoom này thì chốt mã zoom giùm em nha mọi người ơi. Zoom 57kg nha, 57kg đổ xuống. Rồi rất là xinh nha cái zoom nha, rất là đẹp cái zoom này nha mọi người ơi. Cái zoom á 57kg nha, zoom quần ống rộng nha mấy chị yêu. Rồi chị nào hồi nãy hỏi zoom nè thì em chốt ở zoom nha mấy chị yêu ơi, zoom 89 kèm số điện thoại nha. Zoom rất là đẹp nha mấy chị, vỏ treo trên tường 89k luôn nha chị Nguyễn Hạnh Hạnh ơi, vỏ hồng treo trên tường 89k nha. Cái vỏ hồng đó là treo 89k nha chị ơi. Rồi chị nào chốt cái đầm cái zoom này thì chốt giùm em mã zoom nè. Zoom nha mọi người, zoom 89 kèm số điện thoại nha, zoom 89 kèm số điện thoại.
89 nha Suka. Cái zoom này là 89k nha. Em đang sale giá 89k đồng giá nha. Xả coi nha mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào thích cái zoom này thì chốt mở zoom giùm em. Zoom này có mút ngực luôn nha mọi người, cho nên mấy chị mặc là bao đẹp mấy chị luôn. Bao đẹp cái mẫu zoom này luôn, rất là xinh nha mấy chị. Đúng rồi chị Nguyễn Thị Thanh Ngân ơi, đồng giá hết luôn nha, đồng giá 89. Rồi zoom giúp cho chị Su Su hết hàng zoom này nha mấy chị yêu ơi. Chốt hàng vui lòng chốt em từ 3 sản phẩm trở lên nha mọi người, em mới đi hàng đi được nha. Rồi zoom hết hàng nha mấy chị yêu ơi, zoom hết hàng nha. Zoom em còn chỉ một cái thôi nha mọi người ơi. Trời mấy chị ơi, có nhiều bà vô á. Bữa nay là ngày đầu tiên em like mà tào lao gì vậy, cái nick kia em bị zoom đỏ 89 nè. Rồi hết hàng zoom nha, rồi em lên một cái đầm trắng nè. Đầm trắng toàn này cũng là giá 89k nha, tầm 57-58kg đổ xuống nha mọi người. Cái này tầm khoảng 57-58kg đổ xuống nha. Chị nào thích thì chốt giùm em mã trắng toàn nè. Trắng toàn nha mấy chị yêu. Zoom hết hàng nha mấy chị, zoom hết hàng. Zoom em chốt cho chị Su Su nữa là hết hàng nha. Zoom chốt còn rất là nhiều nha, 49 hết sơn hàng Đức Huy, hết hàng zoom rồi. Em nói với mấy chị nghe nè, mỗi mẫu bên em chỉ còn có một cái thôi, cho nên mấy chị nhanh tay chốt giùm em. Em nói một cái là còn hết có một cái thôi, mấy chị chốt chậm người khác là mấy chị đã thua người khác rồi nha mấy chị yêu ơi. Cho bởi vậy cho nên em chốt là em chốt chỉ có một người thôi, vậy cho chị Su Su chốt trước thì em chốt với chị Su Su thôi nha. Rồi em lên một cái đầm trắng toàn nha mấy chị, tầm khoảng 55-56kg đổ xuống vừa, rất là xinh luôn nè. Trắng toàn nha mấy chị yêu. Ai thích cái mẫu này thì comment mã trắng toàn kìa. Vũng Nguyễn ơi, em thấy chị nè, nhưng mà đã chốt cho chị Su Su trước rồi nha. Đúng rồi, cái này đúng rồi, nhưng mà đã hết hàng rồi. Cái trắng này ai chị nào chốt thì chốt em mã trắng toàn nghe mấy chị yêu. Trắng toàn rất là xinh luôn, nó có mút cực thẳng hơi luôn nghe mấy chị, hàng rất là xinh luôn nha mọi người. Nhưng mà hôm nay em đồng về ông đồng em xả kho để em nhập hàng mới tết về thôi nha mấy chị yêu ơi. Rồi ai lấy cái trắng toàn thì chốt mã trắng toàn 89 kèm số điện thoại giúp em. Trắng toàn 89 kèm số điện thoại, trắng toàn 89 kèm số điện thoại, rất là xinh nha mấy chị. Cơ hội để mua hàng giá siêu rẻ là 89 nè. Có một mẫu duy nhất thôi nhé, còn có một cái duy nhất thôi. Mấy chị nhanh tay thì mấy chị chốt được hàng, còn mấy chị chậm tay thì mấy chị không chốt được hàng thôi nha. Em nhắc lại lần nữa nha, trắng toàn, trắng toàn kèm số điện thoại giúp em nha mọi người, trắng toàn nha. Chị nào thích cái trắng toàn thì chốt giùm em, chốt với chị trắng toàn Lê Ngọc nè. Rồi chốt với chị Lê Ngọc trắng toàn nè, hết hàng trắng toàn nha mọi người, hết hàng trắng toàn. Áp dụng chia sẻ nha mấy chị yêu ơi, áp dụng chia sẻ nha. Rồi hết hàng trắng toàn, trắng toàn em còn có một cái mấy chị yêu ơi. Đầm đen đằng sau hả chị, đầm đen đằng sau từ từ em mới lên được. Chị Phụ Nguyễn ơi, từ từ em lên nha. Trắng toàn hết rồi nha chị Ánh Hồng ơi. Rồi trắng toàn em còn có một cái thôi, đã chốt người rồi. Rồi em lên một cái đầm body nè. Ok, từ từ em sẽ lên đầm trung niên chị Hồng nghe nha. Nhưng mà đầm trung niên thì hơi cao giá nha chị. Đầm trung niên dạng ren tầng thì nó hơi cao giá, tầm 150 mới được nha chị Hồng nghe ơi. Đầm trung niên em không có sale nha chị, đầm trung niên em không có sale nha, giá 150 mới được nha. Rồi em lên một cái đầm body nè, 55kg nha mấy chị, body đen nè. Trời mấy chị yêu ơi, chị nào mà cao 1m6 trở xuống là sẽ mặc rất là xinh nha. Tại vì cái mẫu này là mẫu cao có tới 1m65 lận, cho nên mặc trên gối nha mấy chị yêu. Chị nào mà cao từ 1m6 trở lên á, 1m6 trở lên á, 1m6 trở xuống em xin lỗi, là mặc rất là xinh nha mấy chị. Cái đầm body đen trễ vai này nha. Mấy chị thích mặc trễ vai thì mấy chị mặc trễ vai, còn mấy chị không thích thì mấy chị có thể kéo lên nha mấy chị, cực kỳ xinh luôn. Mẫu này là bao đẹp mấy chị luôn nè. Rồi chị nào chốt cái mẫu body đen này thì chốt em mã body đen kèm số điện thoại giùm em, body đen 89 kèm số điện thoại nha. Rất là xinh luôn nha mấy chị, 89k luôn nè. Em sale còn có một cái duy nhất nha, em nhắc lại lần nữa nha. Mẫu này còn một cái duy nhất thôi, không có cái thứ hai nữa nha mọi người. Nhanh tay chốt giùm em mã body đen nha. Body đen ren nha mấy chị, ren hai lớp rất là sang chảnh luôn mấy chị. Lớp trong nó là lớp phối trắng nha mấy chị. Mặc lên nó thấy dạ lên, nhưng mà nhìn rất mình rất là xinh luôn. 55kg là mặc rất đẹp nha mấy chị. Cao 1m6 trở xuống nha. Tại vì mẫu cao 1m65. Đây, rất là đẹp luôn nè. Chị Lê Ngọc chốt rồi đúng không chị Lê Ngọc ơi? Chốt thì chốt đàng hoàng lại giúp em nha. Body đen 89 kèm số điện thoại nha. Rất là xinh luôn. Còn có một cái thôi nha. Em nhắc lại lần nữa, body đen em có một cái thôi. Em còn có một cái duy nhất thôi. Chị nào nhanh tay chốt giùm em nè. Nhanh tay chốt nha mấy chị yêu ơi. Body đen 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Body đen chốt cho chị Lê Ngọc nè. Rồi mấy chị yêu ơi, nhanh tay giùm em lên những mẫu hot 89 thì em sale hết trơn nha mấy chị yêu ơi. Hôm nay là ngày sale của em nha. Rồi Ánh Hồng ơi, chị bạn phải nhanh tay nha, tại vì chị Lê Ngọc chốt trước bạn rồi nha. Còn có một cái thôi nha mọi người, còn có một cái cho nên em báo một cái thôi. Rồi không còn cái thứ hai nữa nha chị, tiếc lắm luôn nha. Bởi vậy em nói với chị, hàng bên em mỗi mẫu còn có một cái, mấy chị phải nhanh tay giùm em nha. Nhanh tay thì mình mới chốt được hàng nha mấy chị yêu, nhanh tay thì mình mới chốt được nha. Rồi em lên một cái
Nằm đỏ tầng nè, rất là xinh. Hồi nãy em lên cái nằm trắng rồi, bây giờ em lên cái nằm đỏ tầng rất là đẹp luôn. Eo này tầm khoảng 80 hay 85 nha mấy chị, tầm khoảng 57-58kg đổ xuống là vừa cái đỏ tầng này đó. Rồi chị nào thích cái đỏ tầng thì chốt đỏ tầng giùm em. Mấy chị yên tâm, hàng bên em là hàng sale. Có đa order yếm một chai là có cho chị Kim Dung Nguyễn, em chuẩn bị em lên cho chị nè. Hàng bên em là hàng sale nha. Hàng bên em là hàng sale cho nên những mẫu này em sale với giá 89k là quá rẻ luôn mấy chị yêu ơi. Em bỏ shop thường thường là nó giá 115 lần đó mấy chị. Bỏ shop cho 15 nhưng mà hôm nay em sẽ sale luôn, em sale hết luôn nha. Em sale hết để em nhập hàng mới về. Rồi, cái mẫu body này, cái mẫu đầm xòe đỏ này chị nào thích thì chốt em mã xòe đỏ 89 kèm số điện thoại giúp em, xòe đỏ 89 kèm số điện thoại. Một mặt một cái duy nhất thôi, còn một cái duy nhất thôi. Chị nào chốt thì nhanh tay giùm em nè. Ai chốt thì nhanh nhanh tay giùm em chốt em mã nha. Mã xòe đỏ 89 kèm số điện thoại nha mấy chị, xòe đỏ 89 kèm số điện thoại giúp em. Em qua mẫu này rất là tiếc nha. Đỏ tầng nè, đỏ tầng ai lấy chốt giùm em nè, đỏ tầng hay là xòe đỏ gì cũng được nè. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em mã xòe đỏ nè. Có cho chị Phạm thì Hồng nghe ơi, em cho chị xem hàng trước luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Em cho chị xem hàng trước luôn nha chị Phạm Thị Hồng nghe ơi. Đúng mẫu cho chị luôn nè, em nói thật, em bé ship Hà Nội 30k cho chị Đinh Huyền ơi. Em nói cho mấy chị nghe nè, em cho chị mấy chị xem hàng trước nhưng mà với điều kiện mấy chị yêu ơi, đúng mẫu làm ơn vui lòng nhận giùm em, có nhiều khách đó mấy chị, xem hàng trước rồi đúng mẫu lại không nhận luôn. Cái đó là một điều rất là tệ hại. Bởi vậy cho nên nó là một cái điều nói chung là mấy chị có phải thông cảm nha. Thông thường người ta cho mình xem hàng trước là phải đúng mẫu là mình phải lấy hàng giùm ta, nhưng mà khi mà mình đúng mẫu mình lại không lấy hàng nữa, đó là một cái điều rất là khó khăn cho tụi em không cho mấy chị coi hàng thì mấy chị lại nói tại sao lại không cho coi hàng nếu mà bán hàng đúng. Nhưng mà khi em nói mấy chị nghe là, nhưng mà khi tụi em cho mấy chị coi hàng rồi thì mấy chị lại không nhận hàng đúng mẫu, nhưng cũng vẫn không nhận hàng luôn nữa. Đó rất là tức mấy chị. Em nhiều khi em nhận về rất là nhiều mẫu luôn, nhiều cái, nhưng mà ta coi xem hàng trước cuối cùng ta không lấy đó. Mấy chị vui lòng giùm em nha, coi hàng trước lấy hàng giúp em cảm ơn rất là nhiều. Rồi Ánh Hồng, em chốt đỡ tầng cho chị Ánh Hồng rồi mà. Đỡ tầng em chốt cho chị Ánh Hồng nha. Đỡ tầng hết nha mấy chị yêu, đỡ tầng hết nha, đỡ tầng hết rồi. Đỡ tầng hết rồi nha mọi người. Rồi em lên một cái đầm cổ yếm đi nha, nhanh tay giùm em. Cái đầm cổ yếm đen rất là xinh nha mấy chị, hàng cao cấp luôn. Rồi cái đầm đen cổ yếm nè, đầm đen cổ yếm nè. Chị nào lấy nhanh tay giùm em chốt giùm em nha mấy chị yêu, đen cổ yếm rất là xinh xắn luôn. Hàng này cao cấp luôn nha mọi người, nhanh tay thầm đây thì em mã body đỏ nè. Cổ yếm nè, đen cổ yếm cũng được, em xin lỗi, đen cổ yếm rất là xinh luôn, tầm khoảng 55kg đổ xuống nha. 55kg rất là sang chảnh luôn mọi người ơi. Rồi sang lắm nha mấy chị, cái đầm đen cổ yếm này rất là sang nha mọi người. Mấy chị không thích cái mẫu này là mấy chị không nhận về cái mẫu này là rất là tiếc nha. Đen cổ yếm nha mấy chị yêu ơi, đen cổ yếm nè, đen cổ yếm rất là xinh luôn. Rồi 89k kèm số điện thoại đen cổ yếm mấy chị yêu ơi, đen cổ yếm rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào thích cái đen cổ yếm này thì chốt giùm em mã đen cổ yếm nha mấy chị. Ở phía sau nó còn kéo lên nữa nha mấy chị yêu. Còn kéo lên nữa nè, kéo lên phía trên luôn nha mấy chị yêu ơi, kéo lên ở trên luôn á. Rồi đen cổ yếm nè. Chị nào thích đen cổ yếm này thì chốt mã đen cổ yếm giùm em tầm 55kg nha. 55kg đổ xuống và cao 1m6 trở xuống nha mấy chị. Cao 1m55 trở lên thì mặc nó ngắn như người mẫu nha mấy chị. Tại vì mẫu thì nó ta gần 1m65 lận nha mấy chị. Rồi chị nào thích cái đen cổ yếm này thì chốt giùm em mã đen cổ yếm, hàng cực kỳ sang chảnh, hàng shop nha mấy chị. Hàng này là hàng shop nha mấy chị, hàng shop bao sang mấy chị, mặc đi tám tiệc, dự tiệc, dự hội. Mấy chị ơi nhìn cái chất vải đi rất là đẹp nha mấy chị, ren mà dạng ren ship á, nó rất là dễ thương luôn. 55kg đổ xuống thôi nha. Phía đằng cổ nó có một cái đâm hoa đính rất là đẹp luôn. Rồi 89k nè, chị nào thích cái mẫu này thì comment mà body đen 89 kèm số điện thoại giùm em nha. Đen cổ yếm hoặc là body đen cũng được luôn nha mấy chị. Hồi nãy là chị nào hỏi cổ yếm nè, thì em lên cổ yếm cho mấy chị nha. Rồi mấy chị nào không ấy thì em sẽ qua mẫu nhanh liền nha mấy chị, không ấy làm qua mẫu nhanh nha. Em còn mỗi phần mẫu còn có một cái thôi cho nên mấy chị nhanh tay chốt giùm em nha. Không có để trường hợp mà chút sau thì rất là bất tiện luôn nha mọi người. Rồi em qua mẫu đen cổ yếm nè. Đen này khoảng tầm 55kg nha chị. Đen này tầm khoảng 55kg đổ xuống là mặc vừa đấy. Rồi 49 vừa đó chị Lê Ngọc ơi. Rồi ok em chốt cho chị Lê Ngọc nè. Vũ Thúy ơi, là không đúng cú pháp em không có chốt được nha chị. Là đúng cú pháp giùm em là mã cộng số tiền, cộng số điện thoại thì em mới chốt hàng được nha. Rồi hết đen cậu yếm nha mấy chị. Đen cậu yếm còn có đúng con cái thôi. Để chị kéo lên. Kéo lên. Được không?
Rồi em lên một cái đầm tầng nha mấy chị yêu. Mẫu này em nói mấy chị nghe nè, văn phòng cực kỳ sang chảnh luôn. Chị nào cao 1m6 nha, 1m6 chạy xuống đây, chứ 1m55, 1m65 như mẫu thì mặt không có đẹp đâu. 1m65 thì mặt nó hơi ngắn, nhìn nó không có sang chảnh. Rồi chị nào cao 1m6 chạy xuống nha, 1m6 chạy xuống 55kg, 1m6 chạy xuống 55kg, mặc cái đầm đen tầng này rất là đẹp, rất đẹp nha. Váy vàng nhiêu ký, váy vàng tầm khoảng 57-58kg nha chị Phan Miệt ơi. Nhưng mà cái váy vàng nó tới 150 là nghe chị, hàng cao cấp nha. Váy vàng hàng cao cấp tới 150 là nghe chị. 150 đó chị Phan Miệt ơi. Rồi cái đầm tầng đen này chị nào cao em nhắc lại lần nữa nha. Mấy chị ơi, mấy chị mua hàng mấy chị nghe em nói nha. Nghe em nói thì hãy chốt nha mấy chị. Để nhiều khi mấy chị chốt không đúng mẫu hoặc như thế nào thế kia thì mấy chị lại đổi thừa em nha. Em nhắc lại lần nữa nha. Cái đen tầng này mấy chị nào cao từ 1m6 trở xuống nha. Em nhắc lại nha. 1m6 trở xuống với mặt mấy chị mặc đi văn phòng cực kỳ sang chảnh luôn. Em nhắc lại nha. Đen tầng, chị nào thích cái đen tầng thì comment mã đen tầng 89 kèm số điện thoại. Em còn duy nhất chỉ có một cái này thôi nha mấy chị. Em còn duy nhất một cái này thôi. Cao 1m6 chạy xuống mặt sẽ đẹp hơn là 1m65 nha mấy chị. Mẫu cao 1m65 mặt nó hơi cao cho nên nó không có tôn được cái mẫu này nha mấy chị. Cái mẫu này cực kỳ sang chảnh luôn, em còn đúng có một cái thôi. Rồi chị nào thích cái đen tầng này chốt mã đen tầng kèm số điện thoại giùm em. Đen tầng 89 kèm số điện thoại rất là xinh. Mẫu này là hàng cao cấp nha mấy chị. 89k nha Hồng Hưng ơi, 89k. Rồi cái mẫu đen tầng này chị nào thích chốt cái mã đen tầng 89 kèm số điện thoại. Tai ren rất là đẹp luôn nha mọi người. Tai ren rất là đẹp luôn, sang lắm luôn. Cái đầm này tầm khoảng 55kg nha, nhắc lại lần nữa khoảng 55kg thôi. Không đừng có cao 60 là không vừa nha, nhưng mà 55 ship tỉnh là 30k nha chị Phan Miệt ơi, ship tỉnh là 30k. Rồi chị nào thích cái đen tầng này chốt mã đen tầng giùm em nè. Đen tầng 89 kèm số điện thoại. Em nhắc lại lần cuối nha, đen tầng 89 kèm số điện thoại giùm em. Rất là xinh luôn, cái mẫu đen này không ai lấy là rất là tiếc. Tại vì cái mẫu này chỉ còn có một cái thôi nha mọi người. Mẫu này em còn có một cái thôi cho nên em mới sale giá đó thôi. Rồi chị nào thích thì chốt giùm em mã đen tầng nè. Rồi qua mẫu nha mấy chị yêu, em qua mẫu nha. Cái đen tầng này là vải ren cao cấp cho chị Hồng nghe ơi, không có màu khác nha Hồng Hưng ơi, mẫu đó thì không có màu khác. Lên điện cái đen tầng chị. Cái nào mà khách chưa có lượng dưới đi. Đen cái đen tầng. Không, đen tầng không có màu khác nha, đen tầng chỉ có một màu và một cái thôi cho nên không có màu khác. Không ai chốt cái đen tầng này rất là tiếc nha mọi người, đen tầng rất là đẹp luôn. Đen tầng sang lắm. Mấy chị tương tác với em đi mọi người, comment tương tác đi, dấu chấm cho dấu chấm đi mấy chị để không bị ẩn comment của mình mấy chị. Rồi em lên một cái đầm Barbie doll màu vàng này rất là dễ thương luôn. Có xè nha Hồng Hưng ơi, có xè luôn. Rồi em lên một cái đầm vàng Barbie doll rất là dễ thương nha mấy chị, hàng Quảng Châu nha. Rồi đầm vàng Barbie doll này bầu bí bon chen mặt vừa nha mọi người. Bầu bí nha. Bầu bí bon chen mặt vừa cái đầm Barbie doll màu vàng này, chị nào thích cái vàng này nha. Chị nào thích cái vàng này thì comment mã vàng 89 kèm số điện thoại giùm em nha. Có đầm suông nha chị, đang lên đó chị. Rồi, chị nào thích cái đầm này thì chốt em mã vàng nè. Vàng kèm số điện thoại giùm em nha, vàng 89 kèm số điện thoại nha. Mẫu này rất là xinh mọi người ơi, mẫu này cực kỳ xinh luôn á mấy chị. Mẫu này mình mặc lên nó tôn cái dáng của mình lên á, mình nhớ rất là đẹp luôn. Chị nào bầu bí bon chen mặt rất là đẹp luôn. Tầm khoảng 65 67kg độ xuống nha mấy chị yêu, rất là dễ thương nha mấy chị. Vàng này Barbie doll này rất là dễ thương, chất quả nào quả Quảng Châu nha mấy chị, nhìn rất là đẹp luôn, sang chảnh lắm. Cái Barbie doll này rất là sang chảnh nha mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào thích nè, chị nào thích thì chốt giùm em mã nè. Rồi, đem mầm vàng xuống cho khách coi. Tầm vàng này là hàng chuẩn thiết kế nên giá 150 luôn nha anh chị Nguyên Vui. Nguyễn Vui. Hello, chào Hồng Nhung nha. Cái đồng vàng 150 nha mọi người. Eo phải 85 nha. Rồi đồng vàng 150 nha, đồng vàng là chuẩn thiết kế nha. Chiều lên tới không chị, là ở đâu em? Không có chiều lên tới được em ơi. Hôm nay bán là chưa có chốt đâu. Chiều nay chị mới chuyện em chốt nha. Rồi chị nào thích cái đầm body vàng đó thì chốt body vàng 150 nha mọi người. Body vàng 150 nha. Rồi không qua mẫu nha mọi người, em qua mẫu mới nha. Cái Barbie doll này chị nào thích thì chốt em mã Barbie doll vàng nha mấy chị.
chuẩn bị lên một cái đậm hồng trễ vai công chúa nha. Cô hỏi thăm về Nhật Linh ơi. Rồi em đây một cái đầm hồng nha mấy chị yêu ơi, đầm hồng nha. Rồi chị nào thích cái hồng thì chốt mã hồng giùm em nha mọi người. Hồng nha, hồng 89 kèm số điện thoại nha mấy chị. Hồng 89 kèm số điện thoại nha. Rồi chị nào thích cái hồng này thì chốt mã hồng giúp em nha. Hồng. Hồng này rất là xinh nha mọi người, đầm hồng xòe nè. Hồng xòe này em còn đúng 2 cái nha mấy chị. Hồng xòe này em còn 2 cái nha. Chị nào thích cái xòe này thì chốt xòe giùm em. Phan Miệt ơi, chiều nay chốt mà mai gửi thì ngày mai chưa có lên tới đâu chị Phan Miệt ơi. Lên chưa tới đâu chị ơi. Cái hồng xè nha mấy chị yêu ơi, Hồng Hưng hỏi cái nào nè Hồng Hưng ơi. Rồi hồng xè này ai lấy chốt em mã hồng xè nha mấy chị. Hồng xè 89 kèm số điện thoại nha mọi người. Mấy chị có thể mặc trễ vai được nè, mấy chị có thể mặc kéo vai lên rẫn được nha mấy chị yêu ơi. Chỉ có 89k thôi nha. Cái này tầm khoảng 55kg nha. Xứ sở sương mù hỏi cái nào, xứ sở sương mù ơi. Rồi chị nào thích cái này nha, em đang đọc nha mấy chị yêu, chọc chiều cao cân nặng nha mấy chị. Chị nào mà hỏi cái mẫu này thì sáu, nếu mà chị 62kg 1m56 là chị không mặc vừa cái đầm hồng của chị, chứ sợ sương mù ơi. Rồi chị nào chốt cái này thì chốt giùm em này nha mấy chị yêu ơi. Ai lấy cái này thì chốt mã giùm em nha mọi người, ai lấy cái này thì chốt mã giùm em. Vừa hồng á chị hồng, hồng không vừa nữa chị, sợ sương mù ơi. Hồng không vừa nha. Một bé 45 nặng 40kg là vừa đó chị Hồng Hưng ơi. Cái hồng này chị vừa nha. Rồi chị nào thích cái hồng thì chốt mã hồng 89 kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị yêu. Hồng 89 kèm số điện thoại nha mấy chị, hồng 89 kèm số điện thoại nha. Em còn có một cái nha mấy chị, không có màu khác nha Hồng Hưng ơi, cái mẫu này thì không có màu khác nha chị. Em còn đúng duy nhất có một màu đó thôi nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em mã hồng 89 kèm số điện thoại, em còn đúng 2 cái thôi. Mã này em còn 2 cái nha mấy chị yêu, mã này em còn 2 cái, chị nào lấy thì chốt nhanh tay giùm em để em qua mẫu khác nè. Rồi em qua mẫu hồng nha. Thích hồng thì chốt hồng nha mấy chị yêu, hồng 89 kèm số điện thoại nha. Còn 2 cái hồng nha mọi người. Mấy chị yên tâm, hàng bên em đều có bút ngực hẳn hết trơn nha mấy chị. Hàng có bút ngực hết trơn nha. Tại vì hàng cao cấp nha mấy chị nên em mới sale nha mọi người ơi. Hàng cao cấp nên mới sale nha. Rồi hôm nay lấy hồng thì em qua hồng nè. Hồng xinh lắm nha mấy chị. Hồng mà mấy chị mà có cân nặng mà chị cao như vậy mà mấy chị không lấy là rất là tiếc. Rồi em còn đúng một cái đuôi cá luôn nè, đuôi cá đỏ em còn có một cái nè. Chị nào thích cái đuôi cá đỏ thì chốt mở đuôi cá đỏ giùm em, tầm khoảng 53-54kg nha. 53-54kg mặt mới vừa nha mấy chị. Tầm khoảng 53-54kg thôi. Đuôi cá đỏ nha mọi người, đuôi cá đỏ nè, rất là xinh luôn, 53-54kg thôi. Chị nào thích đuôi cá đỏ thì chốt đuôi cá đỏ giùm em, đuôi cá đỏ nè, đuôi cá nè. 89 kèm số điện thoại nha, đuôi cá 89 kèm số điện thoại rất là xinh luôn. Đây rất là đẹp nha, form dáng chuẩn luôn nha mấy chị yêu, form đuôi cá là form chuẩn nha. Rồi rất là xinh luôn nè. Rồi có cho xem hàng luôn nha chị Hồng Hưng ơi, có cho xem hàng luôn nha, cho chị xem hàng trước nha chị. Nhưng với điều kiện mà mấy chị coi hàng mà mấy chị đúng mẫu mấy chị không nhận là em rất là buồn nha mọi người, cho nên mấy chị khi mấy chị mua hàng mấy chị coi đúng mẫu rồi mấy chị nhận giùm em nha, không có bị lỗi gì hết mấy chị nhận giùm em, chứ coi đã rồi cái nó không thích không lấy là không được nha mấy chị. Bên em đó giờ là cũng cho coi hàng hết trơn, nhưng mà đáng tiếc có nhiều trường hợp á là coi hàng đã rồi chứ không lấy hàng á mấy chị ơi. Rồi đuôi cá đỏ là tầm khoảng 52-53kg nha mấy chị, đuôi cá đỏ 52-53kg mặt mới vừa. Còn mà chị nào mặc 55kg là phải cao 1m6 dưới lên nha, 1m6 hoặc 1m65 mới vừa nha mấy chị. Rồi chị nào thích đuôi cá đỏ thì chốt nhanh đuôi cá đỏ giùm em nha, em nhắc lại lần nữa nha, chị nào thích đuôi cá đỏ thì chốt nhanh đuôi cá đỏ giúp em nha. Đuôi cá đỏ nha các tình yêu ơi, đuôi cá đỏ nè. Chị nào thích đuôi cá đỏ này thì chốt đuôi cá đỏ giùm em. Cực kỳ xinh cái đuôi cá đỏ luôn nha mấy chị yêu ơi, cực kỳ xinh cái đuôi cá đỏ luôn. Rồi không rốt đuôi cá đỏ là em qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha. Tương tác đi mấy chị yêu ơi, tương tác comment tương tác với nhau mấy tình yêu ơi. Em chưa thấy mất hết tương tác rồi mấy chị. Comment tương tác đi các tình yêu. Rồi em qua mẫu khác nha mọi người, em qua mẫu khác nha. Rồi em lên một cái đầm xòe nha mấy chị yêu, em lên một cái đầm xòe nè.
đầm xè nha mọi người ơi, lên một cái đầm xè cực kỳ dễ thương luôn nè. Đầm xè này tầm khoảng 60kg nha. Đầm xè màu xám nè, hoa xám rất là đẹp cho mấy chị có hở lưng tí xíu nha. Có hở lưng tí xíu nè, đầm xè xám nè, 89 kèm số điện thoại nha mấy chị. Tầm khoảng 60kg đổ xuống nha mấy chị, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn, hơi hở lưng tí xíu nha. Chị nào mà không thích hở lưng thì mấy chị có thể mặc thêm một áo lót ở trong nha, áo lót khỉ ở trong á mấy chị, cho nó không bị hở cái lưng nha mọi người. Rồi chị nào thích cái đầm xè xám này chốt em mã xè xám kèm số điện thoại giúp em nha. Xè xám kèm số điện thoại nha mấy chị, yêu cực kỳ xinh cái xè xám luôn nè. Chị nào thích xè xám thì chốt xè xám giúp em nha. Xè xám kèm số điện thoại. Kè ơi chị Phạm Thị Mừng ơi, nick em bị hack á chứ chặn Facebook của chị làm gì? Tí xíu em điện em chốt hàng cho chị liền chị Mừng ơi. Tí xíu em điện em chốt hàng. Trời ơi mấy chị ơi, nick chính của em bị chặn, em mới like nick phụ thôi. Chứ chị đặt hàng thì em điện em chốt hàng cho chị, với mắc mớ gì em phải chặn chị làm chi chị? Chị không thấy là cái nick Facebook em nó không hiển thị gì hả? Em bị hack tốt hôm qua lần chị ơi. Cho nên là em phải dùng nick phụ này để em like nè, em like. Từ đây về sau em sẽ like nick này nha mọi người. Trời chứ em chặn chị làm gì chị Mừng? Chị đặt hàng em Mừng gần chết luôn, tí xíu em điện em chốt với chị liền nha. Tí xíu em điện em chốt liền. Trời ơi khổ quá. Mấy ngày hôm nay là bên em nó có rubu có nhiều việc cái nên em chưa chốt với chị thôi, tí xíu em điện em chốt liền nha. Khổ rê luôn á, bán hàng mà phải bị người khác. Phạm Thị Mừng ơi, chốt đơn của chị rồi mà, có xin địa chỉ chưa nè? Nếu mà có xin địa chỉ rồi thì đã gửi hàng đi rồi. Bên em có người đã điện thoại chốt đơn cho chị chưa? Nếu mà chưa chốt rồi á thì có người điện rồi thì hàng đã gửi đi rồi nha chị Mừng ơi. Hàng đã gửi đi rồi đó. Chứ thật sự không phải là tự động mà chặn nick đâu, tại vì cái nick kia nó bị hack. Ờ đúng rồi chị Mừng ơi, chứ em chặn chị ơi. Thì em khổ ghê, nãy giờ có nhiều người nhắn tin đó tại sao? Nãy giờ ai cũng thấy, em thấy có rất nhiều người comment hỏi tại sao mà lại chặn nick, chặn nick. Trời ơi, cái nick kia em bị hack mấy chị, chứ không phải là em chặn nick làm gì. Nick kia em đang làm ăn rất là tốt luôn, em bán hàng rất là được luôn, thì em mất mới gì em phải chặn mấy chị đúng không? Em sử dụng nick này đó. Đúng rồi, nếu mà có địa chỉ rồi mà bên em đã có người điện thoại chốt đơn rồi thì đã gửi hàng đi rồi nha chị Phạm Thị Mừng ơi. Một khi bên em đã điện thoại chốt đơn thì bên em đã gửi hàng đi rồi nha. Cho nên chị yên tâm, chị đợi chị nhận hàng giùm em nha. Rồi mấy chị yêu ơi, cái đầm xám này chị nào thích thì chốt giùm em nha. Mã xám kèm số điện thoại giùm em mấy chị yêu ơi, xám kèm số điện thoại nè. Xám 89 nha. Xám chốt cho Thi nè. Rồi hết hàng nha mấy chị yêu ơi, xám hết hàng nè. Rồi em lên mã nha mấy chị, em lên mã khác nha. Xám em hết hàng nha mấy chị yêu, xám em hết hàng nha. Đau cổ nó có mệt, cái gì cũng có mệt, chứ đau cổ thôi. Cái màu cà rốt hả chị? Cái màu cà rốt tầm khoảng 60kg nha. Không sao chị Mừng ơi, vậy cũng có nhiều người hỏi em á, tại sao mà chưa điện thoại chốt đơn mà lại chặn nít. Trời em khổ ghê luôn á. Tại vì nít em bị hắt chứ không phải em chặn chị. Rồi em lên một cái đầm body nha mấy chị yêu, em lên mẫu body nha, rất là xinh nha mấy chị yêu. Body nha. Rồi body ren nha mấy chị yêu ơi, body ren nha. Mẫu này em có hai màu lận nha mấy chị. Mẫu này em thì em có hai màu, body ren 89 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu ơi. Tầm khoảng 57kg nha, tầm khoảng 57kg đổ xuống thì mặc rất là đẹp nha. Mẫu body ren này là trễ vai nha mấy chị. Mấy chị nếu mà mấy chị không thích trễ vai mấy chị có thể kéo lên nè. Rất là xinh cái body ren này luôn, 89 kèm số điện thoại nha mấy chị. Đầm body ren đỏ này. Ai lấy đầm body đỏ này thì chốt em mã body đỏ 89 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu, rất là sang chảnh luôn. Tay lỡ rất là dễ thương nha mấy chị, có mút ngực hẳn hoi, mấy chị mặc mẫu này không cần phải mặc áo ngực luôn. Em nói thật mấy chị, mẫu này rất là xinh nha mọi người, mẫu này cực kỳ xinh luôn á. Mẫu này rất là xinh luôn nha. Rồi chị nào thích cái mẫu này nha. Chị nào thích cái mẫu này thì chốt giùm em nha mấy chị yêu ơi. Ai thích cái mẫu này thì chốt giùm em. Body đỏ nè. Body đỏ kèm số điện thoại giùm em nha. Body đỏ kèm số điện thoại giùm em, rất là xinh luôn nha mọi người. Body đỏ kèm số điện thoại. Mẫu này khá là đẹp nha mấy chị, khá là sang chảnh luôn á. Mẫu này khá là sang luôn, dành cho những chị đi văn phòng nè, những chị đi dự hội dạ hội tiệc là mặc rất là đẹp nha mấy chị. Hoặc là những chị mà cuối tuần mình họp bạn bè hay là mình họp người thân thì mình mặc những mẫu này rồi. Em bao đẹp mấy chị nha. Huỳnh Loan ơi, thấy cái gì nè Huỳnh Loan ơi, không thấy Huỳnh Loan nói gì nè. Rồi chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Ai lấy cái này thì chốt giùm em mã body đỏ nè. Body đỏ kèm số điện thoại nha mấy chị yêu, body đỏ kèm số điện thoại nha. Rồi body đỏ kèm số điện thoại, chị nào chốt thì chốt nhanh giùm em qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu nha. Rồi mình chuẩn bị lên một cái đầm suông công chúa nha. Cái đầm này màu trắng ngà,
cực kỳ sang luôn. Chồng cũng được. Rồi em lên một cái đầm xíp ly nha mấy chị yêu, đầm tay lỡ xíp ly nè. Cái tay lên thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi em lên một cái đầm xíp ly nha mấy chị, hàng Quảng Châu nha. Hàng này là trên Taobao nó bán từ giá là 600-700 ngàn đó mấy chị yêu. Rồi, em còn một cái duy nhất cái hàng này nha mấy chị yêu ơi. Cái hàng này rất là đẹp nha mấy chị. Cái hàng này mấy chị đeo một cái đai thắt lưng lên nó rất là sang luôn mấy chị. Đeo thử cái đai lên. Trời ơi, cái mẫu này mấy chị về mấy chị mua một cái đai thắt lưng nha mấy chị. Đeo lên rất là sang luôn nha mọi người. Đeo lên cái đai rất là đẹp nha mấy chị yêu ơi. Cái mẫu này rất là sang luôn nha. 89 kèm số điện thoại nè. Mẫu này mới về chị có một cái đai thắt lưng mấy chị đeo lên, nhìn rất là đẹp luôn. Mẫu này mấy chị muốn thích mặc như vậy như dạng xè thì mấy chị đai một cái thắt lưng nè. Nhìn rất là sang chảnh nha mấy chị yêu, nhìn rất là sang chảnh cái mẫu đai này luôn. Không có màu đen nha chị Mỹ Xuân ơi, không có màu đen nha. Rồi chị nào thích cái mẫu này thì chốt giùm em nè. Ship ly nha mấy chị, ship ly kèm số điện thoại giùm em nè. Ship ly kèm số điện thoại rất là dễ thương luôn nha mọi người ơi. Em còn có một cái duy nhất thôi nha mấy chị yêu. Tầm khoảng 70kg luôn á. 70kg mặc vẫn vừa luôn mấy chị, nhưng mà nếu như mấy chị nào cao 1m6 á. 65 đi, 65kg là mặc được ok nha. Này phom rộng nha mấy chị, cho nên rất là sang luôn. Mặc cái mẫu này rất là đẹp nha. Hàng này trên Taobao nó bán từ mấy trăm ngàn đó mấy chị. Rồi em có một cái duy nhất thôi nha, chị nào lấy thì chốt cho em mã ship ly nha. Ship ly kèm số điện thoại nha mọi người, ship ly kèm số điện thoại là rất là xinh luôn. Cái này rất là đẹp nha mấy chị yêu ơi, rất là đẹp luôn. Chị nào thích thì chốt giùm em nha, không em qua mẫu nha mọi người. Em qua mẫu cái ship ly này nha, cái ship ly này rất là đẹp luôn. Sang lắm nha mấy chị yêu, cái ship ly này rất là sang nha. Không mấy mấy chị rất là tiếc luôn nha mấy chị. Hàng này rất là đẹp nha. Rồi qua mẫu nha mọi người ơi, em qua mẫu nha. Rồi em lên một cái đầm trễ vai nha mấy chị yêu ơi, em lên một cái đầm trễ vai nha. Rồi một cái đầm xòe trễ, một cái zoom nè, một cái zoom xòe trễ vai mấy chị yêu ơi, bằng bi nha. Bằng bi nha mọi người, bi rất là đẹp luôn nè. Rồi cái bi này rất là dễ thương luôn nè, chị nào thích cái bi này thì chốt cho em mã bi nha mấy chị yêu ơi. Tầm khoảng 65kg á, tầm khoảng 65kg là mặc ok nha mấy chị yêu, tầm khoảng 65kg là mặc đẹp nha. Rồi cái bi hoa này ai lấy thì chốt mã bi giùm em nha mấy chị yêu ơi, bi 89 kèm số điện thoại nè. Đổi không được chị Thanh Thủy ơi. Sao em vô em đổi không được chị, bây giờ nó tạo cho em như vậy thì em đành phải chịu thôi chị Thanh Thủy ơi. Giờ muốn đổi cũng đổi không được nữa chị, đâu biết cách đổi đâu chị, nó quất em vậy rồi thì em chịu thôi. Rồi cái bi này thì chị nào lấy thì chốt bi giùm em nhé, bi 89 kèm số điện thoại nha mấy chị yêu. Bi 89 kèm số điện thoại giùm em này rất là xinh luôn nha mọi người ơi, rất là xinh luôn. Rồi chị nào thích bi nè, chị nào lấy cái bi này thì chốt mã bi giùm em nha. Bi 89 kèm số điện thoại hôm qua mẫu nha mấy chị. Bi 89 kèm số điện thoại. Đổi không được á chị. Họ nói cũng đổi không được luôn, em phải chịu rồi. Rồi em lên một cái đầm tím nha mấy chị yêu, đầm tím xòe nè, đầm tím nè mấy chị yêu ơi, đầm tím không suông nè. Tím này tầm khoảng 62kg độ xuống vừa nha, đầm tím nha mấy chị yêu, đầm tím nha. Chị nào thích tím thì chốt mã tím giùm em nè, tím nha, tím 89 kèm số điện thoại. Tím rất là xinh luôn nha mọi người, hàng này hàng Quảng Châu cao cấp nha mấy chị yêu, rất là sang chảnh luôn. Tầm khoảng 65kg nha, 65-66kg độ xuống vừa nè. Chị nào thích tím thì chốt mã tím giùm em, tím nha mọi người, tím rất là sang luôn. Đây tím rất là sang nha mấy chị yêu, tím nha. Phải chịu luôn rồi chị ơi. Tím nha mấy chị yêu ơi, tím rất là xinh luôn nha mọi người, tím rất là xinh luôn. Rồi tím nha mọi người ơi, tím rất là sang chảnh nha mấy chị. Chị nào thích tím thì chốt tím giùm em nè. Tím thì chốt tím giùm em. Đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Cái mẫu này là
bao sang chảnh mấy chị luôn nè. Đấy, rất là đẹp nha mọi người ơi, tím nha. Chị nào thích tím thì chốt tím giùm em. Tím 65kg nha. Có gì rút mấy chỗ eo nha mấy chị. Có gì rút nha. Rồi, có gì rút rất là xinh luôn. Đây, đây nha. Cái này mình có thể mặc hai dạng. Một dạng là mình nhấn eo, một dạng là mình bỏ suông ra giống như vậy nè. Cái dạng bỏ suông ra mình đi dạo phố hay là đi biển gì cũng rất là hợp. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Rồi, chị nào lấy tím thì chốt cho em mã tím nè. Tím nha mấy chị, tím hoa mẫu nha. Hôm nay sale hàng nha mấy chị, hàng này là không có giá 89 đâu nha mọi người ơi. Nhưng mà hôm nay em sale đó. Chị nào thích thì chốt em nha mấy chị ơi. Chị nào muốn chọn cho mình một cái váy rất là xinh xắn mặc nha. Mặc thì mấy chị cứ việc chọn mẫu nha. Rồi em lên một cái đầm hồng nha mọi người. Em lên một cái đầm hồng nè. Đầm xà hồng nha mấy chị. Đầm xà ren hồng nè. Mẫu này rất là xinh nha mấy chị yêu ơi. Mẫu này rất là xinh luôn. Rồi chị nào thích cái ren hồng này thì chốt cho em mã ren hồng nha. Ren hồng 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Ren hồng 89 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Rất là xinh luôn nè. Rồi chị nào thích hồng thì chốt hồng giùm em nè. Hồng 89 kèm số điện thoại. Hồng 89 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi. Hồng 89 kèm số điện thoại giúp em nè. Cực kỳ xinh cái hồng này luôn nha mọi người, cực kỳ xinh luôn. Đây, bao sang chảnh bao đẹp luôn nha mấy chị. Đấy, rồi chị nào thích hồng thì chốt hồng giùm em nha. Hồng hồng này 57-58kg nha mấy chị yêu. Hồng này 57-58kg độ xuống vừa nè. Rồi, em qua hồng nha mấy chị yêu ơi, em qua hồng nha. Mấy chị ơi, có ai còn đó không? Mấy chị tương tác qua lại nha mọi người ơi. Em không thấy ai tương tác hết trơn mấy chị yêu ơi. Mấy mẫu là mấy mẫu hàng dạng cao cấp không nha mọi người. Hàng dạng cao cấp thôi nha. Có váy body luôn nha chị yêu ơi, có váy body luôn á. Rồi em lên một cái mẫu cao cấp nè, chị nào thích cao cấp thì chốt cao cấp nè. Cái đầm đen chẳng nó làm đôi cá không? Có làm đôi cá không? Một cái đầm thiết kế cao cấp nè, chị nào thích thì chốt giùm em nè. Đây, rất là xinh luôn nhé mọi người. Màu xám rất là đẹp luôn. Đây nha. Rồi, đầm này rất là đẹp nha, màu cà rốt rất là đẹp luôn nha mọi người. Tầm eo là phải 85 nha mấy chị, eo này eo 85 nha. Chị nào thích thì chốt giùm em. Mã hồng rút nè. Có nha chị Xuyến Đặng ơi, có đồ bộ luôn nè. Rồi, chị nào thích cái hồng rút nè thì chốt hồng rút giùm em, rất là xinh luôn, rất là sang luôn nữa. Mã hồng rút này rất là sang, cực kỳ sang luôn nha mọi người. Sale hàng nè. Mẫu này em sale với giá 89, em xin lỗi, mẫu này em sale giá 150 nha mấy chị. Sale 150k nha. Rồi hàng cao cấp nha mấy chị ơi, hàng cao cấp nha. Hàng chính hãng cao cấp luôn nha mọi người. Hàng này em sale giá là 150 nè. Rồi chị nào thích cái đầm này thì chốt với em mã nè. Mã xè cà rốt nha mấy chị, mẫu này mẫu cà rốt nè. 150 nha chị Nguyễn Hà Giang ơi. Đầm sale, đầm treo body trên tường là 150k nha. Rồi hàng em đang mẫu đang mặc cũng là 150 luôn nha mọi người. Hàng sale với giá là 150 luôn nha các tình yêu ơi. Hàng là cực kỳ xinh luôn nha mấy chị yêu ơi. Bao sang bao đẹp cho mấy chị mấy cái mẫu này luôn nè. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nè. Ai lấy cái mẫu này thì chốt giùm em mã mã cà rốt nha mấy chị. Mã cà rốt rất là đẹp luôn. Cà rốt nha mấy chị. Cà rốt rất là xinh luôn, 150 nha mấy chị. 150 cái cà rốt luôn. Rồi chị nào thích cái cà rốt thì chốt cà rốt giúp em nha. Cà rốt 150. Qua mẫu nha mọi người, em qua mẫu nha. Sao? Đây cà rốt. Rồi em lên một cái đầm body, em lên một đầm xè xanh nha mấy chị. Xè xanh 89 kèm số điện thoại nè. Xè xanh này tầm phải 60kg độ xuống nha. Xanh này tầm phải 60kg độ xuống. Chị nào thích cái xanh này thì chốt mã xanh giùm em. Xanh 89k nha mấy chị yêu ơi, xanh 89k. Chị nào thích cái xanh này thì chốt xanh giùm em nha mấy chị. Xanh 89 kèm số điện thoại giúp em nha.
Rồi mã xanh 89 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Xanh 89 kèm số điện thoại giùm em nè. Rồi xanh 89 kèm số điện thoại, chị nào thích cái mã xanh này thì chốt giùm em mã xanh 89 kèm số điện thoại nha. Xanh này riêu nha mấy chị, xanh riêu nha. Rồi chị nào thích cái xanh riêu thì chốt em nhanh tay xanh riêu giùm em nha mọi người. Xanh riêu cực kỳ sang chảnh, cực kỳ đẹp luôn nè. Rồi chị nào thích cái xanh riêu thì chốt mã xanh riêu 89 kèm số điện thoại giùm em. Xanh riêu 89 nha mấy chị yêu, xanh riêu 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Không em qua mẫu nha. Rồi xanh riêu 89 kèm số điện thoại nha mọi người ơi, xanh riêu 89 kèm số điện thoại nè. Đầm xanh hả bé Bi ơi, đầm xanh thì chốt mã đầm xanh kèm số điện thoại giùm chị nha nè bé Bi. Mua cái nào thì chốt giùm chị nha. Đầm xanh thì chốt đầm xanh 89 kèm số điện thoại giúp chị nha. Bi lấy cái màu xanh nè. Lấy cái xanh lên cho bé Bi. Đó. Ok bé Bi lấy cái màu xanh nè. Rồi em lên được cái set nha mọi người, bé Bi lấy cái màu xanh nè. Rồi em qua mẫu nha mọi người, em qua một cái set bộ nha mấy chị, em qua một cái set lẻ nha. Rồi cái set lẻ này tầm khoảng 57-58 kg độ xuống người nha mọi người, cái set lẻ nha mấy chị yêu cực kỳ đẹp luôn nè. Xếp lẻ nha mấy chị yêu ơi, xếp lẻ nha. Xếp lẻ này cực kỳ xinh luôn nha. Xếp lẻ này cực kỳ xinh luôn, chị nào thích cái xếp lẻ thì chốt mã xếp lẻ giùm em nha. Xếp đen nha mấy chị, xếp đen 89 kèm số điện thoại giúp em. Đen 89 kèm số điện thoại nha mấy chị ơi. Đen 89 kèm số điện thoại, bao đẹp bao xinh mấy chị cái xếp đen này luôn, rất là đẹp nha mọi người. Hàng xa cảnh luôn nha mấy chị yêu ơi, xếp đen này là cực kỳ đẹp luôn nha. 89k kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị yêu ơi, 89k kèm số điện thoại nè. Bao đẹp mấy chị luôn nha. Hàng xinh nha mấy chị, hàng chuẩn shop luôn nha mấy chị yêu ơi. Hàng chuẩn shop luôn nha, chỉ có 89 thôi. Rồi chị nào đang xem thì tương tác với em nha mọi người ơi, tương tác nha mấy chị yêu ơi, mình tương tác với nhau nha. Rồi mình tương tác với nhau nha mấy chị yêu ơi, mình tương tác với mấy chị để mình lên mẫu nhiều mẫu nữa nha mọi người ơi. Thấy lượt xem rất là nhiều luôn á. Lượt xem rất là nhiều luôn mà không thấy ai tương tác hết trơn mấy chị yêu ơi. Rồi, xếp lẻ này chị nào lấy thì chốt mã xếp đen giùm em nha mấy chị. Mấy chị muốn coi mẫu nào mấy chị thì comment đi em lấy mẫu cho mấy chị coi. Lặng im đến thế. Tại sao lại lặng im đến thế mấy chị yêu ơi. Rồi em qua mẫu nha. Xích đen chốt cho Hồng Linh nè. Chị Thi Thi 70 kg có nha, bó đi màu da đằng sau bao nhiêu là 150 nha, hoa 60 kg mặt vừa nha chị Hồng Linh ơi. Rồi em lên một cái đầm sơ mi nha mấy chị yêu, đầm sơ mi này bao xinh cho mấy chị luôn, sơ mi bao xinh luôn. Rồi hôm nay em có bán áo lẻ nữa nè, chị nào thích thì muốn mặc áo mua lẻ 30k thì em bán xả 30k luôn. Ok Đinh Huyền nè, zoom nè, từ từ lên zoom luôn cho mấy chị kêu coi nè. Mẹ có cái đàn. Rồi em lên một cái đầm sơ mi nha mấy chị yêu, sơ mi nha, tầm khoảng 57-58 kg nha mấy chị. Sơ mi, đầm sơ mi phông suông nè mấy chị thích đó, mấy chị có thể đem một cái đai lưng nha mấy chị, cái đai thắt lưng lên cho nó sang nha mọi người ơi. Lên cái đai thắt lưng là rất là sang luôn nha mọi người. Cái đầm sơ mi này lên cái đai là rất là sang luôn nha. Cái đầm sơ mi 89k, em xem 89k luôn nè. Chị nào lấy thì chốt em mã sơ mi 89 kèm số điện thoại giúp em nha. Em nhắc lại lần nữa nha, cái đầm sơ mi 89 kèm số điện thoại nè.
Anh sơ mi này rất là xinh nha mọi người, sơ mi này kỳ xinh luôn á. Rồi chị nào thích cái sơ mi thì chốt đi, em mã sơ mi 89 kèm số điện thoại nha mấy chị. Sơ mi 89 kèm số điện thoại, có đai thắt lưng là lên là sang chảnh luôn nha mọi người, sơ mi nha. Làm sơ mi caro thì 89 kèm số điện thoại luôn nè. Rồi, chị nào thích cái sơ mi thì chốt cho em mã sơ mi nha mấy chị yêu ơi, sơ mi 89 kèm số điện thoại nha. Sơ mi 89. Sơ mi 89 kèm số điện thoại nha các tình yêu ơi, quá xinh quá đẹp cái đầm sơ mi này luôn. Rồi, chị nào thích nè. Thích sơ mi thì chốt sơ mi giùm em, sơ mi này đẹp nha. Bao sang chuẩn luôn nha mấy chị yêu, sơ mi này bao chuẩn luôn á. Ok nè, mặc thử cái đầm body da nè, cái đầm body ở trên đây. Rồi, ai lấy cái sơ mi thì chốt mã sơ mi giùm em nha mấy chị, sơ mi giùm em nha. Sơ mi đó đẹp đó mọi người ơi, sơ mi đó 89k là quá rẻ luôn á, em sale đó. Rồi đây là cái đầm body vàng nha. Nhắc lại đây là đầm body vàng chất thiết kế hàng chuẩn cao cấp nên giá là 150 nha. Mấy tình yêu nào lấy mẫu này thì comment là body vàng 150 kèm số điện thoại nha. Sơ mi thì tầm khoảng 58kg đổ xuống vừa nha bạn Hằng Võ. À, mẫu 55kg. Mẫu cao 1m65 nặng 55kg nha bạn Hoa Lê. Rồi hồi nãy cái tình yêu nào yêu cầu mặc thử mẫu này lên rồi có ứng không, có lấy không? Nếu mà cái tình yêu có lấy thì mình comment là body vàng 150 kèm số điện thoại nha. Vâng anh Nguyễn ơi, nếu mà bạn lấy cái váy vàng này thì bạn comment là body vàng 150 kèm số điện thoại nha. Vâng anh Nguyễn. Hoa Lê ơi, cái này 44kg mặc thừa nha bạn. Mình chịu khó mình, nếu mà mình muốn ôm vô thì mình về mình nhấn eo, hoặc là nếu không thì mình bận rộng rộng vậy nó cũng không có sao, nó cũng không thành vấn đề. Mẫu mẫu có màu đen không chị? Rồi, cái kinh xào thì như chị nó có phút trước nó có màu đen đó, coi phải không? Thảo Thanh ơi, mẫu này có màu đen luôn nha, mẫu này có màu đen, màu vàng với lại màu màu giống như là màu đỏ gạch gì á. Mẫu này là chuẩn đẹp nha các tình yêu ơi. Ở đây nó có hai lớp nè, lớp ở ngoài là lớp ren, cái nó dạng giống như là nó ánh ánh gì đó, còn lớp ở bên trong là cái lớp vải nên bận là nó không có bị hở hen hay là bận rất là tôn dáng mà cực kỳ gọi là đẹp đẹp. Rồi các tình yêu nào lấy mẫu này á thì mình comment là body vàng kèm số điện thoại. Nếu mà không lấy thì mình qua mẫu nha. Qua mẫu thì rất là tiếc nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lên một cái đầm màu hồng mà dạng suông, cái đầm dạng như Barbie doll vậy đó. Mấy tình yêu nào mà thích cái kiểu công chúa bánh bèo thì mình xem mình chọn nha. Mẫu này thì mình
mặc đi về nhà chơi hay mặc đi dạo phố thì đều rất là hợp, rất là thích. Chỉ có 89k một cái mẫu như vậy thôi nha. Ai lấy mẫu này thì comment là Xuân Xuân Hồng kèm 89k kèm số điện thoại nha. Đây mình đứng gần cho các tình yêu thấy nha. Ở chính giữa ngay eo nó có nhấn hàng nút ngọc trai này rất là đẹp. 54kg 1m65 là cỡ mình luôn nha, là bận lên như vậy đó, giống y như vậy luôn đó nha. Chị ở đâu em muốn lấy luôn là sao? Hoa Lê, chị ở đâu em muốn lấy luôn là sao? Nếu mà bạn đặt hàng á thì bạn cầm mâm để bên mình gọi điện chốt đơn hàng gửi đến tận nhà cho bạn luôn nha Hoa Lê ơi. Đây, đây, Bùi Thanh Huyền, Huyền ơi, đây là đầm dạng giống như là đầm suông, cái eo nó vậy nè. Đầm suông hồi nãy đầu like có đầm suông nó, có gì bạn coi lại nha. Rồi, không có tình yêu nào lấy mẫu này hả? Mẫu này cực kỳ đẹp nha, rất là sang, rất là kiểu như dễ thương á, mình không lấy mẫu này thì rất là uổng nha. Mấy chế nào mà cao từ 1m6 trở xuống thì mặt này lên là chuẩn đẹp luôn, nó sẽ qua gói. Tại vì hả, mình cao tới 1m65 nên mặt nó trên gói nên nó không đẹp lắm. Huyền Huyền ơi, đầm body nãy giờ thử rất là nhiều, có rất là nhiều mẫu body nha bạn. Đây, đây là những cái mẫu body bên mình nè. Đây này là body trễ vai màu đen nha, bạn lên cực kỳ sang, mặc đi đám hay là đi họp hay là đi đâu gì cũng rất là đẹp. Đây, body đỏ nè, bạn lên cực kỳ tôn giáo luôn nha các tình yêu ơi. Shop em ở Cần Thơ nha. Kêu là qua shop lấy luôn. Chị ở đâu? Shop em ở Cần Thơ đó chị ơi. Rồi, không có tình yêu nào lấy mẫu này hả? Nếu không lấy mẫu này thì mình qua mẫu nha. Đang bao nhiêu kìa? Đầm đen body hồi nãy mình đưa lên đó là 89k nha bạn. Có tim, có trễ vai, có tim mấy cái đen hồi nãy, có tim. Có nãy không? Có tim đó. Bác hỏi cái đầm này không? Rồi bây giờ mình lên cái mẫu body đen này luôn nha. Lên các tình yêu nào thấy ưng mình mua hàng ủng hộ giùm shop nha. Hiện tại thì bây giờ mình đang bán hết cái mẫu này để mình lên hàng Tết nên mới có giá sale như vậy nha. Các tình yêu nào không lấy thì rất là uổng, rất là tiếc. Mình lấy mình mua đồ mình đi chơi cuối năm rồi, gần có rất là nhiều tới rất là nhiều dịp lễ Tết rồi. Bây giờ mình không mua thì để tới Tết thì hàng đồ rồi rất là mắc. Mình mua tới lúc đó mua rất là mắc. Mẫu này mà mình không lấy nữa thì rất là uổng. Chị kéo bên luôn chị. Giờ em ngủ là mới hang kéo hang tiêu. Hà Giang ơi, nếu mà bạn muốn thử thì bạn đến trực tiếp chỗ bán đồ vỏ sớm của mình để thử nha. Khi từng thử á, từng mình thử á. Thử mẫu nào? Thử mẫu đen ở đó, đen à. Huyền Huyền ơi, bạn nói 60kg mẫu nào vậy? Mẫu này thì 60kg phải trên 1m6 với bạn vừa nha bạn, còn hơn. Còn không thì nó hơi lòi bụng, không có đẹp lắm. Mẫu này cực kỳ sang nha, các tình yêu nào không lấy mẫu này thì rất là uổng, chỉ có 89k thôi. Nếu tình yêu nào lấy mẫu này thì mình comment là body đen 89k kèm số điện thoại, bên em sẽ chốt hàng liền cho chị. Rồi, 60kg trên 1m6 mấy vừa nha Nguyễn Xuân ơi. Mấy chế yêu ơi, mình lấy mình comment mình chọn mẫu nha. Hàng bây giờ đang chốt, đang sale hết rồi. Bây giờ mình không lấy đó, thì người khác lấy thì rất là uổng. Mẫu này thì cực kỳ là sang luôn nè. Em nên đến gần cho các chế coi nè. Đó, 53kg cao 1m5. Vừa rất là nhiều mẫu bên mình nha. Nấm lùn như là mẫu này. Mẫu này là vừa nấm lùn mặt màu này lên rất là đẹp. Rồi,
Nguyễn Hà Giang bên em chốt body đen cho chị nha. Rồi cảm ơn Nguyễn Hà Giang nha. Hết mẫu rồi đó. Rồi hết mẫu, mẫu này hết rồi nha các chế ơi. Chỉ có một cái thôi. Rồi mình lên một cái xanh body giống như cái mẫu đỏ body hồi nãy mà có màu xanh này. Mẫu này bán cực kỳ chạy luôn nha. Bên em bán rất là nhiều mẫu như thế này. Mình bận đi tiệc hay là đi gì đó rất là hợp. Bên em còn có một cái này đó. Mẫu này không kén tuổi nha. Mình cỡ chừng hả, mình có con ha. Mình đi tiệc được với chồng với con là gì rất là đẹp. Các cô trung niên mặn mẫu này lên những đẹp. Rồi có tình yêu nào ưng mẫu này không hả? Mẫu này hả? Tầm 58kg đổ xuống vừa nha các tình yêu ơi. Nằm body đen mà bếp 6 này nè, 56kg mặt cường, mặt đẹp vừa không nó vừa. Nó là cả em. À, 1m6 nặng. Nặng như 56kg, 1m62 mặt vừa. Mặt giống như tựa tựa giống như mẫu đó Hà Giang ơi. Chế ơi, bạn giống như mẫu vậy đó chế ơi. Bạn lên là cực kỳ sang nha. Rồi, đây là đầm body ren màu đen, màu xanh nha. Màu xanh rất là sang, rất là đẹp. Ở chính giữa ngay eo này nó có nhấn một cái hàng vải như vậy nè. Nó rất là tôn dáng, tôn da mình luôn nha. Không lấy mẫu này thì thiệt là rất là ổn, rất là ổn. Rồi có tình yêu nào mình lấy mẫu này không? Mình không lấy thì mình yêu cầu mẫu nào đó để sớm mình lên mẫu đi cho các tình yêu dễ lựa dễ chọn nè. Hôm nay mình mua hàng mình chắc chưa rồi, bây giờ mình được nghỉ chưa rồi mình mua hàng để chuẩn bị đi chơi rồi nè. Rồi em chào 41 chị đang xem nha. Em chưa thấy lượt tương tác hay là gì comment với shop hết trơn á. Để mình comment để mình biết mình muốn mua cái gì, mình muốn như thế nào á, để sớm mình chọn cho các tình yêu này nha. Rồi có chế nào ưng mẫu này không ạ? Cái mẫu này không có đen nha Hà Giang ơi. Mẫu này chỉ có màu xanh với màu đỏ thôi. Nếu mình không lấy mẫu này em qua mẫu nha, em qua mẫu cho các tình yêu chọn mẫu khác nha. Rồi em chuẩn bị lên một cái đầm xòe màu đen. Mình đi chơi, mình đi quẩy, mình đi club hay là mình đi dạo phố gì, nói chung là đi đâu cũng hợp hết trơn á. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chị phải thử em. Hiểu, luôn nóng luôn. Rồi em lên một cái mẫu này nè, mẫu này cực kỳ tôn da nha. Mẫu này nè, 58kg thật sự sợ xung bồn đâu, ở bao nhiêu ký vừa đầm xanh. Tầm 58kg đổ xuống là vừa nha, xứ sở thương mù ơi. Xứ sở thương mù cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu để bên em có thể tư vấn cho nè. Điểm cho mình, điểm cho con. Ờ, đúng rồi. Không bên em. Ờ. Xin chào xe Hoàng nha, chào các tình yêu. Các tình yêu ơi, mình lên mình coi mẫu mình mua ủng hộ shop này nha. À, Hà Giang ơi, mẫu body đen hồi nãy hả? Mẫu chảy vai á hả? Okay. Đây nè, mẫu body đen hồi nãy bên mình thử nè. Rất là sang nha, Hà Giang không lấy mẫu này thì rất là tiếc, rất là uổng. Bây giờ mình sẵn tiền ship á, mình mua 2-3 cái váy đi về. Mình thay, mình đi chơi, mình thay, mình lựa chọn, mình dễ dàng được chứ. À, cái mẫu body đỏ xứ sở xương mù, bạn nói mẫu nào mà không vừa. Ờ, thì bạn cái đó thì vừa không? Vừa. Nguyễn Hà Giang vừa. Nguyễn Hà Giang cỡ cưng á. Xứ sở xương mù ơi, mẫu này bạn vừa nè. Nguyễn Hà Giang. Thôi chị cho em xem cái mẫu đỏ đó đi, lúc nãy chị đưa ra có mẫu đen hay đây đây. Nè cái mẫu body ren chảy vai có hai màu đỏ màu xanh đây, mình cho bạn coi màu đỏ này nha, cực kỳ sang luôn nha.
Bây giờ mình sẵn mình mua, nãy giờ Hà Giang mua rất là nhiều, ủng hộ rất là nhiều shop. Bây giờ mình mua thêm một cái nữa thì mình sẽ tiết kiệm được tiền ship nha. Đây nè, mẫu đỏ đây nè chị ơi. Bạn lên tung nha. Rồi em quay trở lại với cái đầm xòe công chúa này luôn nha. Đầm này mình mua, mình bạn đi tiệc đồ rất là đẹp nha. Mình bạn đi chơi cũng rất là đẹp. Cái đen này nè, ở ở trong nó có lớp lót ở bên ngoài nè, nó có thiết kế theo kiểu như nè, nhìn rất là sang. Mẫu này bên em đang sale với giá 89k, mình không mua, các tình yêu không mua thì uổng lắm nha. Em đứng xa cho các tình yêu thấy nè. Rồi mấy chế mấy tình yêu nào có yêu cầu gì nói đi, em giải đáp thắc mắc cho nha. Cái đen em lấy này, xin lỗi đỏ đó rồi. Nó có màu đỏ, có đen đó, nãy tôi nói xanh nó có màu đỏ đó, cái màu đỏ đó. Mẫu body này chỉ có màu đỏ với màu xanh thôi nha Hà Giang ơi, không có màu đen. Còn màu đen là mẫu giống như vậy. Cái gì cho nó xem màu đỏ, nó màu đỏ là năng lượng hay không kìa. Vừa cỡ cân mà. Hà Giang ơi, mẫu màu đỏ này Hà Giang mặc vừa nha, cỡ mẫu là mặc vừa nha. Một hồi mình kết thúc like á, mình lên mình coi, mình coi mẫu mặc lại, cái mẫu này nè rất là vừa nha. Rồi không có cái tình yêu nào lấy cái mẫu này hả? Không lấy mẫu này thì em qua mẫu thì rất là tiếc nha. Rồi em chuẩn bị lên một cái đầm suông body màu đen, có in họa tiết hoa 3D lên, mình bạn đi làm hay là mình đi dạo phố gì rất là hợp. Mẫu này thì mình cao tầm 1m6 trở xuống là mà nó rất là tuyệt vời. Còn ví dụ như mình cao hơn á thì mình phải mặc qua rối nha. Đây hoa ở mặt trước á, nó in hoa 3D rồi có dạng như là kim tuyến, nó sáng như nó rất là sang. Chất này nhìn như vậy hả, nhưng mà chất vải rất là sang nha các tình yêu ơi. Đó đó, em đứng gần cho các tình yêu thấy nha. Váy xòe cổ vét sát nách không à? Không có nha sao Hoàng ơi. Có váy xòe mà cổ gì như cổ tim rồi rất là nhiều, chứ không có cổ vét. Đây nè, mẫu khác nè, tuyết men ơi. Mẫu này nè, mình bận mình đi làm hay là mình đi chơi, lâu lâu mình về thăm nhà là mình bận rất là đẹp nha. Cực kỳ tôn dáng luôn. Mẫu này chỉ có 89k thôi. Các tình yêu nào ưng mẫu này thì mình comment là body hoa hồng 89k kèm số điện thoại nha. À, đầm xanh tặng cho em trên móc. À, đầm này hả? Bạn muốn thử cái đầm đó hả Loan Nguyễn ơi? Rồi chị nào lấy cái đầm hoa này chốt giùm em là đầm hoa 89 kèm số điện thoại nha. Đầm này không lấy thì uổng lắm. Nếu không lấy em qua mẫu nha, em qua mẫu giống như chị Loan Nguyễn yêu cầu nha. Rồi mẫu này là 150. Mẫu này là hàng cao cấp, hàng thiết kế, chất vải rất là tốt nha, nên giá là 150. Mình mua mẫu này thì là 150 nha. Mẫu này không sale nha. Mẫu này dạng là váy xòe mà dạng ở trên có một váy xòe tầng á, kiểu nó rất là sang, kiểu này kín đáo nha, dành cho những cái dạ. Hồng Linh ơi, em chốt cho chị body hoa hồng nha, em thấy tin nhắn chốt hàng của chị rồi ạ. Móc dưới xin nghỉ. Móc này 79 rồi. Rồi mẫu này cũng 150 luôn nha. Đây là mẫu đầm tầng nha, đầm tầng dài xuống tới đầu gối. Mẫu này thì bạn ba bẹp. Rồi em lên cái mẫu mà các chị yêu cầu nè. Chị Loan Nguyễn ơi, em lên mẫu chị yêu cầu nè. Mẫu này là một bên dây, một bên bảng lớn như nè. Mẫu này rất là lạ nha, mình bạn không đụng hàng với ai hết.
phải nói bao nhiêu ký vừa người xem mới biết. À, mẫu này là 58 kg trở xuống vừa nha, eo còn rất là rộng, eo có thể điều chỉnh được nè nha. Các chị ơi, đầm xanh này các chị nào lấy thì comment là xanh tầng 89 ở 150 kèm số điện thoại. Nếu không lấy thì em lên mẫu túi xách cho các chế nha. Các chế yêu ơi, lấy đi, nhanh đi, nhanh tay lên. Em lên mẫu túi xách cho các chế nha. Ủa nãy thì quay một túi xách. Đây em lên một cái mẫu xe túi xách đó. Tất cả các mẫu túi xách ở đây đều 89k. Cái tình yêu nào lấy mẫu túi xách này thì mình cảm ơn. Túi xách đủ thể loại ba lô túi xách luôn nha các tình yêu ơi. Lan Nguyễn ơi, cái mẫu đầm em đang mặc nó đủ. Cái mẫu đầm em đang mặc nó chỉ có màu xanh ngọc với lại màu đỏ đô như vậy thôi à. À, chế Lan Nguyễn xinh đẹp ơi, mình lấy mẫu này thì mình chỉ có hai mẫu này thôi nha. Mình lấy màu nào thì mình comment là thí dụ như là xanh tầng 100 gửi kèm số điện thoại, hoặc là đỏ đô 100 gửi kèm số điện thoại nha Lan Nguyễn ơi. Bên em á cũng có màu đen cái kiểu tầng giống như vậy nhưng mà nó khác mẫu nha. Nó giống như vậy nè Lan Nguyễn ơi. Các chế nào thích mẫu này không có thể yêu cầu đến mà em lên em thử mẫu này luôn cho các chế nha. Ai yêu cầu túi xách thì mình comment yêu cầu túi xách màu gì, dạng gì để em lấy cho các chế coi nha. Thiệt hiện tại là bên em sale hết tất cả cái hàng túi xách này á nên mới có giá 89k nha các tình yêu ơi. Rồi em xin chào 30 chế đang xem nha. Em chào một lần nữa các chế tương tác với em để em có động lực lên hàng nha. Thử màu đen phải không ạ? Màu đỏ bao nhiêu ký vừa, màu đỏ tầm khoảng 60 kg đó, nó rộng đó. Màu đỏ tầm khoảng 60 kg đổ xuống là vừa nha, màu đỏ rất là rộng nè. Thử Hà Giang, thử màu gì, thử cái gì? Hà Giang ơi, thử cái gì hả Hà Giang ơi? Ai thử cái đen thôi, rồi em lên cái đầm tầng màu đen nha. Nãy em đưa lên á, đầm tầng màu đen này rất là sang nha, giá 150 nha, hàng thiết kế nè. Tiền nào của đó mình lấy mẫu nào đó, thì em nói giá mẫu đó nha. Rồi mẫu này lên mà cái chế không lấy thì rất là ổn, rất là tiếc. Lên mẫu này rất là đẹp, em rất là ưng mẫu này. Mẫu này các chế nào ưa thích kín đáo mà vẫn đẹp, vẫn sang trọng thì rất là phù hợp nha. Này, em lên kèm một cái mẫu túi xách nữa cho các chế xem nè. Cái này màu trắng, cái màu đỏ đi, cái bí đỏ, cái đỏ nó đẹp. À, cái đỏ, đúng rồi. Rồi, mình kết hợp như vậy thì còn gì phải nói nữa nè. Đó, rất là đẹp nha. Này là 7 tầng nha. Nè, các chế coi nè. Chất vải rất là tốt, rất là êm nha. Chất vải tốt nha, hàng chuẩn thiết kế. Hàng này mà đi tì được thì mình không phải là người nổi bật thì thôi luôn á. Chị Long Nguyễn 65kg thì chị Long Nguyễn cao đi. Chị Long Nguyễn ơi, chị 65kg mà chị cao bao nhiêu? Nếu mà chị cao trên 1m6 là mẫu này bao vừa nha, em bao vừa cho chị nha chị Long Nguyễn ơi. Rồi có tình yêu nào mình lấy mẫu đen tầng này thì mình comment là đen tầng 150 kèm số điện thoại nha. Còn mẫu túi xách em đang cầm, mẫu ví này nè là 89, đang sale bên em đang sale mới có giá 89 nè. Rất là sang luôn nha, mình đựng giấy tờ hay là đựng trang sức, những cái đồ trang điểm nho nhỏ rồi gì, đựng vừa hết. Rồi em nhắc lại nha, mẫu này là đen tầng 150 kèm số điện thoại nha các tình yêu ơi. Nãy giờ các chị yêu cầu em lên nhiều mẫu như vậy, các chị có chọn được mẫu nào không ạ? Nếu chọn mình comment đi ha, mình comment em có động lực lên để em lên mẫu khác nữa nha các chị ơi. Mẫu đỏ có 65 kg.
Là sao không hiểu? Mẫu có hỏi rồi, con trả lời rồi đó. À, nãy em trả lời chị là mẫu đỏ đó chị, bạn vừa đó chị ơi. Rồi nếu mà chị Long Nguyễn lấy mẫu đỏ đó, chị Long Nguyễn chốt hàng dùm em nha chị Long Nguyễn ơi. Body đỏ 89 kèm số điện thoại nha chị Long Nguyễn ơi. Mẫu tay dài ren là mẫu nào ta? Mẫu tay dài ren rất là nhiều, chị nói vậy em cũng biết nè. Ví dụ như có cái mẫu giống như vậy nè, mẫu này là bạn đi mùa đông hay gì á. Đúng là mùa đông không lạnh luôn. Lý là sao? Đó. Mẫu này là hàng chất vải rất là tốt nha. Đúng là sao? Là cho coi mẫu đen thật khỏi nó tầm trắng lên. Hả? Đứng xa là cho coi mẫu đen không lên được đó. Rồi em đứng xa cho các chế coi mẫu đen nè. Mẫu đen này qua gói luôn nha. Em 1m65 qua gói luôn. Nên các chế bạn lên là bao sang, bao kính đáo luôn nha. Cực kỳ xinh luôn. Mình không lấy mẫu này thì ổn quá đi à. Chị chọn mẫu nào giờ chị Đinh Huyền ơi? Trời ơi má ơi, sao cái chữ đó làm sao em lên nổi. Bất lộn xộn chứ đâu có ai mà theo ý đâu. Hà Giang ơi, em đứng ra xa rồi nè. Chị có ưng mẫu như vậy không ạ? À? Mình ưng mẫu này thì mình comment là đen tầng 150 kèm số điện thoại để bên em chốt hàng cho chị nha. Mẫu này bên em còn rất là ít. Đinh Huyền ơi, chừng nào mà mình lấy, hiện tại là shop đồ đang sale rất là nhiều nên chừng nào lấy được mẫu đó thì mình coi nha, mình tranh thủ mình coi, mình chọn dùng shop nha. Bây giờ kiếm cái mẫu đó ra thì cũng khó cho shop quá. Rồi nếu mà các chế không lấy mẫu này thì em qua mẫu nha. Các chế yêu cầu mẫu như thế nào, mẫu dạo phố, mẫu maxi, mẫu dự tiệc, mẫu body hay là cái gì á, mấy chế nói thì em dễ lấy nè. Rồi em lên một cái body đen trắng tiên trễ vai rất là đẹp nha. Em chuẩn bị lên cái mẫu đó đó. Rồi. Rồi bây giờ em lên một mẫu body cắm tiền nha. Mẫu đó sao đó, sao đánh tính. Mẫu này thì thôi sang khỏi phải nói. Bé này sao chỗ này tình hình nó hay thích chỗ này không coi. Không có ngực cũng nhất nữa. Rồi mẫu này nè, mẫu này cực kỳ quyến rũ luôn nha. Mình bạn lên mình tôn dáng tôn da như lắm nha. Chị nào thích quyến rũ như vậy thì mình để kiểu trễ vai như vậy, chị nào không thích thì mình kéo lên như vậy. Mẫu này tầm 58kg đổ xuống vừa nha các tình yêu ơi. Các tình yêu có ưng mẫu này không, mình ưng thì mình comment là đen cánh tiên kèm 189 kèm số điện thoại nha các tình yêu ơi. Mấy chế ơi, mình lấy mẫu nào mình comment đi em biết nè mấy chế ơi. Em nói tụt view quá. Không có chế nào ưng cái mẫu cánh tiên này hả? Mẫu này rất là đẹp nha các chế ơi, mình không lấy mẫu này thì ổn lắm. Nè, cực kỳ tôn dáng luôn nha. Chất vải bao dày dặn, bao đẹp nha các chế ơi. Này em đứng gần nè. Ở ngoài là cái lớp ren, còn ở trong là một cái lớp lót như vậy nè. Thôi sang khỏi phải nói luôn nè. Cực kỳ tôn dáng mình lên nha. Nó có một đường nhấn ngang ngực vậy nè. Làm cho mình tôn lên vòng 1, tôn vòng 2 của mình lên nè. Zoom đi chị. Cái zoom hết rồi. Rồi, không ai lấy mẫu đen này em qua mẫu nha.
Sao đi mấy chế ơi, mẫu này đẹp mà mấy chế ơi. Mình không lấy mẫu này thì uổng lắm. Rồi nếu mà mấy chế không lấy mẫu này, em lên một cái mẫu đơn giản hơn. Cái mẫu này mình để đi làm hay là đi dạo phố thì đều rất là hợp nha. Em lên một cái mẫu body màu hồng cam. Đây. Mẫu này mình tầm 58kg đổ xuống vừa nha. Các chế nào mà cao dưới 1m6 á, mình mặn bao quanh gói. Như mẫu là cao 1m65 thì mình mặc trên gói một xíu nha. Tùy mình thích. Mẫu này cực kỳ tôn dáng luôn nha các chế ơi. Bạn rất là thoải mái nè. Chất vải bao dày dặn, chất vải tốt nha mọi người ơi. Có một cái túi với một cái tay thắt lưng đây nè, ôm tôn dáng. Rồi các chế nào mình lấy mẫu này thì mình comment là hồng cam 89 kèm số điện thoại nha. Mình nhanh tay mình chốt hàng đi các chị ơi, để mình còn qua mẫu khác nữa nha. Các tình yêu ơi, ai đang xem 21 chế yêu đang xem comment để cho em biết các chế đang muốn yêu cầu như mẫu như thế nào để em lên mẫu cho các chế nha. Khách hàng là thượng đế, mình lên mẫu mấy chế yêu cầu sao để em lên mẫu nè. Bây giờ em lên mẫu được rồi nè. Chứ giờ em lên mẫu mà mấy chế không comment em cũng không biết bán sao nữa nè. Mẫu em đang mặc là chỉ có 89k thôi nha Hoa em ơi. Tình yêu ơi, mình lấy mẫu này á, thì mình comment là hồng cam 89k kèm số điện thoại nha. Bao xin em, bao xin các chế mẫu này bên em bán rất là chạy. Cảm ơn Hoa em nha, xứ sở thương hồ cảm ơn nha. Rồi, mẫu này hồi nãy thử rồi. Mẫu tay dài chị. Mẫu tay dài hả? Mẫu tay dài mà dạng suông được không bạn Đinh Huyền ơi? Mẫu này nè, mình bận mùa này mình bận mẫu này. 8kg mà không cam đó rồi. Dạ. Hoa Hiêm ơi, mẫu này 58kg bao vừa nha Hoa Hiêm ơi. Tình yêu ơi, mẫu này 58kg bao vừa. Còn cái mẫu này nè, các nàng cá tính nên chọn những cái mẫu như thế này nha. Mặn vừa suông người vừa tôn dáng nha. Nó tôn dáng mình như mình. Không hiểu. Không hiểu. Lúc hết nước sát nắp lúc bay. Rồi, đây là mẫu này, mẫu sát nắp nè. Nam lùng ơi. Rồi em lên mẫu này, nam lùng có chịu, có ưng không? Có ưng á thì mình lấy nắm lùng, em xin lỗi nha chị nắm lùng. Mình lấy mẫu này thì mình comment là hồng cam 89 kèm số điện thoại nha. Có gì em không phải bạn là sao hay. Rồi mẫu này là mẫu body nè. Hả? Mẫu này là bao co giãn, chất vải co giãn rồi trở về vị trí ban đầu chứ không phải là co giãn rồi mình mặc mình giặt mấy lần rồi nó sẽ hư nha. Em bao hàng các chế nha. Mẫu này mấy cái chế kia mua rất là nhiều, bạn không phản ánh hay là có bất cứ một cái phản ánh gì hết trơn nha. Mẫu này cực kỳ đẹp. Tay dài, tay dài mà có tay thì không có. Rồi nếu mà các chế không chọn mẫu này thì em qua mẫu tay dài nha. Chế nào ưng mẫu này thì bây giờ mình comment đi hồng cam 89 kèm số điện thoại nha. Kiểu riêng bên em thử nãy giờ rất là nhiều luôn á Đinh Huyền ơi. Đây nè, ví dụ như đây là một mẫu ren nè. Một mẫu ren body nè, mình không lấy mẫu này. Hồi nữa mình coi lại khúc lai đầu á nè. Mình coi lại mẫu thử mẫu này nè. Rồi bây giờ em qua một cái mẫu tay dài giống như cái chị cái chế yêu nè hồi nãy yêu cầu nè. Mẫu này nè, mình mặn đi chơi dạo phố mình mang thêm một đôi sneaker hay là đôi giày bata đôi dành cho những nàng cá tính những nàng mà. Rồi mẫu này thì xinh khỏi phải nói nha, nó có hai cái túi hai bên nè nữa. Mẫu này ban đêm mình đi chơi, mình mặn đi chơi hay là gì đó rất là nổi, rất là dễ thương luôn nè.
Vi khuyên ơi, em cảm ơn chị đặt hàng nha, nhưng mà chị cầm anh đúng cú pháp giùm em ha. Hồng Cam 89 kèm số điện thoại để bên em có thể gọi cho chị Vi khuyên nha. Đây mẫu khác đây nè chị Ngọc Ngoan ơi. Đây một mẫu đầm cá tính nha các tình yêu ơi. Mẫu này chất vải bao dày dặn nha, chất vải tốt nha các tình yêu ơi. Ai lấy mẫu này thì mình comment là đỏ suông 89 kèm số điện thoại nha, để bên em chốt hàng cho các chế nha. Rồi mẫu này không lấy thì ổn lắm, rất là ổn. Nếu không lấy em qua một mẫu khác, em qua một mẫu ren, một mẫu ren như các chế yêu cầu nha, một mẫu ren. Khuyên khuyên ơi, em nhận được đơn chốt hàng của chị rồi, bên em sẽ sớm gọi cho chị để chốt hàng nha chị Khuyên Khuyên ơi. Cảm ơn chị đã đặt hàng bên em. Rồi em lên một cái đầm mùa thu, đậm chất mùa thu luôn, một đầm ren. Chế nào hồi nãy yêu cầu đầm ren lên, em lên đầm ren cho các chế nè. Phục vụ sát, sát chân luôn. Rồi mẫu này đầm xuông nha, cực kỳ dễ thương nha. Đầm này mình mấy chế nào mà tướng to con tí mặt vẫn vừa bao vừa nha, nhưng mà phải mình phải cao dưới 1m6 mình mặc bao đẹp, dưới trên 1m6 thì mình phải mặc ngắn như mẫu vậy nha. Mẫu này là dạng giống như là baby doll vậy đó, mình mặc đi chơi mùa thu rồi gì rất là đẹp, mùa thu mùa đông vậy nè. Chất vải nè, nè các chế coi nè, không phải là 89k là hàng kém chất lượng đâu nha, chất vải rất là tốt, rất là đẹp nè, bao dày dặn luôn. Rồi có chế nào thích mẫu này thì mình comment là suông, suông trắng 89 kèm số điện thoại nha các chế ơi. Chứ không em qua mẫu nha các chế. Em qua mẫu body đi. Em qua một mẫu dạng như đầm công sở, đầm đi làm nha. Em qua một mẫu trắng sọc, nếu mà các chế nào mình thích mẫu trắng sọc này thì mình comment là trắng sọc 89 kèm số điện thoại nha. Mẫu này thì xinh, xinh hết nấc luôn. Các chế ơi, mình yêu cầu mẫu nào mình lên mình comment đi. Em thấy được xem là cả 20 chế yêu đang xem mình chọn mẫu nào để bên em biết nè. Rồi báo xin luôn nha, chất này là chất vải thun sọc. Rồi mẫu này là xin khỏi phải nói. Có chế nào thích mẫu này thì mình comment là trắng sọc kèm 89 ngàn số điện thoại để bên em chốt hàng nha các chế ơi. Mấy tình yêu, mấy chế đẹp ơi, mình có thích mẫu này không ạ? Chị Vi khuyên ơi, 48kg cao 1m5 là mặc vừa mẫu đó nha. Và cao qua gối và gối mặc bao xinh nha chị Vi khuyên ơi. Ví dụ như eo mình có rộng thì mình đi nhấn eo lại. Còn nếu mà thường thì cái đó nó bo sẵn vô, nó ôm dán mình á. Nên cái dạng body nên mình không có sợ nha. Nó có độ co giãn. Ngọc Hoàng ơi, qua mẫu sexy đi chị. Sexy hả? Mẫu sexy là bên shop đó. Trắng sọc hết rồi. Trắng sọc hết rồi nha em. Kết em chốt hàng cho chị Hoa Hem nha. Một mẫu trắng sọc duy nhất hết luôn. Sexy. Sexy thì chị có cái đường hỏi thôi. Chị kìa. Cái mẫu, cái mẫu làm không ghi chứ. Nó không nè. Rồi em lên một cái mẫu này cực kỳ lạ, dáng cực kỳ đẹp nha. Mấy cái chế nào mà trắng trắng là lên tôn da vô cùng luôn. Mẫu này cái dạng giống như, như cổ chéo. Mình đi tiệc hay mình đi karaoke mặc mẫu này lên thì khỏi phải nói cái độ mà đẹp, độ xinh của nó. Rồi mẫu này đủ sexy chưa bạn Ngoan ơi? Đó
tôn dán lắm nha các chế ơi, các tình yêu ơi, mình không lấy mẫu này ổn lắm nha. Mẫu này em sale 89k nha các bạn. Trăm rưỡi hả? Em xin lỗi nha, mẫu này mẫu mới về hàng cao cấp nên tới 150 thôi nha các chế ơi. Mình nhìn nè, đó ở ngoài là lớp mà ren dạng như nó thiêu hoa, còn bên trong là lớp lót nữa nè. Ôi quá xinh luôn, không lấy giờ lấy mẫu này chứ. Phạm Đường ơi, cao 1m58 nặng 6. Sở sương mù vừa đó, phần nó rộng không? Sứ sở sương mù vừa nha, sứ sở sương mù ơi. Phạm Đường ơi, cái mẫu tay dài len hồi nãy chắc là bạn mặn vừa đó Phạm Đường ơi. Hoa Hi mặn bạn ở vườn, bạn ở trên Sài Gòn phải không? Như bên mình chốt hàng sẽ gửi hàng cho bạn sớm nhất có thể nha Hoa Hi ơi. Sứ sở sương mù mặc vừa đó nằm đó. Cái sở này ngồi bao nhiêu ký vừa đó? Mẫu này hả? Mẫu này 58kg đổ xuống vừa. Mẫu này eo còn rất là rộng. 60 luôn á, 60, 62 luôn á. 60 chọn đổ xuống vừa luôn nha các chế ơi. Đó. Có mẫu như vậy mà kín đáo hơn. Kín hơn thì đâu có gọi là sexy nữa đâu. Mẫu này cũng dạng giống như nó quyến rũ theo cách riêng của nó không có phải là lố nhà lố thịt quá đâu các tình yêu ơi. Mình mặc mẫu này không có bị sao đâu nè, rất là đẹp luôn. Mình không lấy mẫu này thì ổn lắm nha, mẫu này 150. Mình nếu mình lấy mẫu này mình cầm nên là xanh chéo 150 kèm số điện thoại nha, nó cực kỳ đẹp luôn. Mình không lấy thì ổn lắm nè. Sứ sở sương mù mình 62kg hả? 62kg chắc cao bao nhiêu vậy? Sứ sở sương mù ơi, mình lấy mình cao bao nhiêu vậy? Phạm Đượm đây nè bạn ơi, mẫu này nè bạn ơi. Phạm Đượm ơi, mẫu như vậy nè chắc là bạn cho bạn vừa, nhưng mà bạn phải cao dưới 1m6 nha mà Phạm Đượm ơi. Phạm Đượm ơi, nếu mà chị hồi nãy nói là mình hết rồi đó, hết mẫu rồi, mình đi đó rồi. Thôi là mẫu khác đi chứ giờ. Sứ sở sương mù 1m55 hả? 1m55 nặng 62kg. Bạn hơi chật nha, bạn chắc sẽ vừa nhưng mà sẽ hơi chật, sẽ ôm. Rồi các tình yêu nào mà mình lấy cái mẫu xanh rêu chéo thì mình cầm in là xanh chéo 150 kèm số điện thoại nha. Em lên mẫu mà mình không lấy thì uổng lắm nè. Rồi em qua một cái sexy nè, một cái đầm xòe sexy nhưng mà bao dễ thương nha, vừa sexy vừa dễ thương luôn. Mẫu này rất là lạ nha, mẫu này sexy của ai nè. Thấy em giống như cái đầm sáng nè. Cái kiểu giống như cái đầm sáng hồi nãy mình thử á, nhưng mà nó khác cái màu, khác cái chất vải nè. Nó cái đầm này thì xinh khổ hay nói nè. Nó em đứng xa cho các tình yêu thấy nha. Đầm này 62 63 kg. Mẫu này 62 63 kg đổ xuống vẫn vừa nha, mẫu này nó. Đây nè, cái chất vải này nó nhìn nè, nó rất là lạ mắt nha. Rồi có chế nào ưng cái mẫu này thì mình comment nha. Cái mẫu này là hở lưng nào dành cho mấy chế nào thích như là mình khoe cái lưng trần đẹp của mình thì mình bận hở lưng, còn chế nào mà muốn che đi thì mình bận cái áo lót bên trong giống như vậy nè. Đó. Rồi cái mẫu này cực kỳ xinh nha. Chế nào có chế nào lấy cái mẫu này không ạ? Em đứng xa cho các chế coi này nha. Nếu không ai lấy mẫu này thì mình qua mẫu nha các chế ơi. Chạy lên, chạy một mình bạn nó lên. Khỏi là nhiều người mà.
Nó chế em lên một cái đầm công sở, đầm này dạng công sở nha, đầm này những cái chế là mà yêu thích kín đáo rồi bao kín đáo, nhưng mà mặc chất vải rất là mát nha, mà vô rất là mát, trời này mặc vẫn không cảm thấy nóng bao nha, bao chất vải tốt luôn nha, đó quá xinh luôn. Cái mẫu này nè, nó chế là mà đi làm văn phòng hay là đi họp phụ huynh cho con là gì thôi khỏi phải nói, khỏi bàn mà bật độ đẹp, độ kín đáo tinh tế của nó nha. Ai lấy mẫu này thì comment cho em á, là công sở đen cam, đen cam 89 kèm số điện thoại nha. Hoa Hiêm ơi, qua mẫu nè, chị có ưng mẫu này không hả Hoa Hiêm ơi? Đó, mẫu này nè, máy chế nào là 60kg đổ xuống vẫn vừa nha, còn rất là rộng nè. Đó, các chế nào lấy mẫu này thì chốt hàng giùm em nha, đen cam 89 kèm số điện thoại nha, để bên em chốt hàng cho nha. Nãy giờ em lên rất là nhiều mẫu nhưng mà các tình yêu chưa chốt hàng nên em không biết là giờ sao, nó không biết là lên mẫu nào để cho các tình yêu chốt hàng nè. Khang giọng luôn rồi. Chị Phạm Đượm ơi, em nghĩ mẫu này là rất là hợp với tình yêu luôn nè. Tình yêu ơi, mẫu này nè dành cho những cái chị mà đứng tuổi, những chị mà có gia đình rồi nè. Mình mẫu mặc mẫu này mình đi học phụ huynh như con nè ha, mình đi chơi, đi dự đèn đời gì rất là hợp với chị nè. Đúng rồi, nãy giờ em quên, mẫu này rất là hợp với chị. Mẫu này là dưới 60kg đổ xuống những vừa, 60, 62kg vẫn vừa luôn nha. Có độ co giãn nha, chứ phải bao dày dặn luôn nha chị Phạm Đượm ơi. Xứ sở sương mù mình ơi, mẫu nào thì mình chốt mẫu đó nha, xứ sở sương mù ơi. Rồi mẫu này mà tình yêu nào không lấy thì tiếc lắm nha. Mẫu này tại em hơi ốm nên mặn lên nhìn nó không đẹp lắm, nhưng mà mấy chế nào mà có da có thịt mà có tướng mà có da có thịt tí thì mình mẫu này lên thì bao phút màu bao đẹp luôn nè nha. Rồi nếu mà các chế không lấy thì em chuẩn bị lên một cái đầm sexy đi dự tiền đây ha, khoe lưng trần. Các chế có muốn em thử mẫu này không thì comment là thử mẫu này để em biết em có động lực để thử mẫu này nè nha chế ơi. Mẫu này 89k nha, mẫu này 89k, em thử mẫu này cho các chế coi nha. Trời ơi, mẫu này mà đi nhiều tiền thì thôi, khỏi xin hết. Rồi, hồi nãy chế nào mẹ còn sexy nè. Cái này là cái dây áo, nó là cái động xích đó, cái này rất là lạ mắt nha. Rồi mẫu này sexy chưa ạ? Phạm Đường 65kg em nghĩ là vẫn vừa, chị cao 1 mét mấy à chị Phạm Đường ơi. Hoa Hiêm ơi, mẫu body nè Hoa Hiêm ơi. Đó, khoe lưng nha. Mẫu này khoe lưng nha Hoa Hiêm ơi. Mẫu này tầm 55kg đổ xuống vừa nha mọi người ơi. Mình lấy mẫu này thì mình comment là body đỏ 89 kèm số điện thoại nha, để bên em chốt hàng nha, cực kỳ tôn dáng luôn. Máy chế nào có dáng thì mặc bộ này vô rất là đẹp, rất là nổi bật nha. Mình không lấy mẫu này thì ổn lắm. Em cho coi cái chất vải này nha, cái chất vải không hề sến, rất là đẹp. Đó, tại em bạn áo lót bên trong nên nhìn nó chưa tô lên được cái váy á nha, nhưng mà mấy chế mà bạn đúng theo nó nha là rất là đẹp nha, rất là tuyệt vời. Hoa Hiêm ơi, mình có thích mẫu này thì mình comment là body đỏ 89 kèm số điện thoại nha. Các chế nào thích mẫu này thì em nhắc lại là mình comment là body đỏ 89 kèm số điện thoại nha. Rồi nếu mà các chế nào mà không lấy mẫu này thì em qua mẫu đầm suông nha. Rồi
sao đẹp á, trời ơi mà nó đẹp quá. Hả? Ê, cái tai. Cái mặt lên đẹp quá, sáng ra đó. Mẫu ừ, mẫu đó, đẹp ghê luôn á. Mẫu mới vậy nha, mẫu đỏ. Mới á, mẫu này. Mẫu có đẹp dữ sợ nữa, chồng vô tay đằng rồi. Rồi em lên một cái mẫu rất là đẹp nha các chế ơi. Mẫu này mặn lên phải vô cùng tôn da luôn. Sao làm cái độ xuống được? Mẫu này hả? Giống là không kén dáng nha, 65kg đổ xuống rất là vừa các tình yêu ơi mình. Đó. Đó. Khỏi phải chê gì độ đẹp của nó nha. Cưng không ạ? À? Mẫu này cưng không anh? À? Cái mẫu này 65kg đổ xuống vẫn vừa nha các tình yêu ơi. Đẹp quá đi nè. Mấy màu đỏ treo phía sau. Sát màu tím, cái đỏ sát tím. Mấy màu đỏ sát cái tím nên là hình đúng không? Tình yêu ơi, cái màu đỏ treo phía sau của tình yêu đây nè. Mẫu này là 150 nha, mình lấy mẫu này thì mình comment là đỏ tầng 150 kèm số điện thoại nha. Em đứng xa cho tình yêu thấy nè. Dáng váy bao đẹp nha. Rồi có ai lấy cái sọc trắng, xanh trắng hay không ạ? Sọc xanh trắng này nè. Tôn da lắm nha, cực kỳ dễ thương. Bặn lên cực kỳ dễ thương nè. Các mẹ bầu con trang mình thích mẫu này, mình bặn những đồ nha, rất là dễ thương nha. Dễ sợ luôn á. Xếp màu tím đó. Xếp màu tím. Xếp màu tím. Rồi, mẫu này hồi nãy em có thử nè, chế ơi, hoa em ơi. Đó. Màu này màu cà rốt nha, hoa em ơi. Bạn lên đẹp lắm nha. Có ai lấy sọc trắng xanh này không ạ? Dễ thương quá đi nè. Bạn đựng rồi. Phạm Đượm em chốt cho chị cái đỏ 65kg. Chị hỏi chị Phạm Đượm, chị hỏi rồi không? Mình phải trả lời rồi hay không rồi chứ mình phải chưa chốt nữa không? Vừa. Vừa chị Phạm Đượm ơi, mẫu đó chị vừa nha, chị lấy mẫu đó thì chị chốt giùm em nha. Đỏ 150 đỏ 150 kèm số điện thoại để bên em giao hàng cho chị nha. Rồi chị Hoa Hiểm ơi, mẫu này chị có chốt không ạ? À? Mẫu này là mình comment là đầm xòe xè đỏ 150 kèm số điện thoại nha. Đây, hàng này là hàng mới hoàn toàn nha các tình yêu ơi. Ôi cái mẫu xanh trắng này mà mình không lấy thì uổng quá đi nè. Nó dễ thương lắm nha. Đầm xè cổ yếm. Đầm xè cổ yếm hồi nãy mình có like rồi nè bạn ơi. Đây, ủa cổ yếm hả? Lộn. Rồi mấy chị không thích cái đầm xanh đó thì còn ừ, nó đầm body rồi. Nè đầm body cổ yếm bạn ơi. Đầm body cổ yếm, cái đầm xè cổ yếm em nhớ có cái đầm mình khách xíu chiếu cái này. Ừ. Trời ơi một cái này. Trời đầm xanh nó mới thích lại. Cái này đẹp quá hả? Có nhiều thích body thôi. Không, giống như cái màu này sáng quá. Không mà chị cảm thấy đẹp quá. Rồi em lên một cái đầm suông nữa nha, một dạng đầm suông nữa nha. Không biết mấy chế có thích đầm suông không, không là đầm suông không lấy. Em chào 20 chị đang xem livestream bên em nha. 20 chị đang xem livestream á, mình thích mẫu nào, mình muốn yêu cầu như thế nào, mấy chị comment tương tác cho em để em có động lực lên hàng nè nha. Em lên một cái đầm suông, đầm dạng baby màu trắng nha. Rồi. Dễ thương quá nè nha. Cưng lắm nha. Ai lấy mẫu này thì comment em là trắng suông 89 kèm số điện thoại để bên em chốt hàng nha. Mấy chị không comment không yêu cầu mẫu như thế nào thì em cũng không biết sao chứ. Em cũng không biết lên mẫu như thế nào nữa, nãy giờ nói rất là khác nhốt rồi. Chị Phạm Đượm ơi, bên em ship 30k chị ơi, ship 30k toàn quốc luôn.
Chị chỉ cần cầm lên bên em điện thoại chốt hàng, hàng sẽ giao đến tận tay chị luôn chị Phạm Đượm ơi. Rồi mẫu này ai chốt ai ưng mẫu này thì comment cho em nha. Mẫu này 60kg đổ xuống vẫn vừa nha. Rồi mẫu này. Rồi mấy chế nào ai lấy mẫu này thì comment cho em là trắng suông 89 kèm số điện thoại nha. Mấy chế không thích mấy đầm suông này hả? Không thích mấy đầm suông này em lên đầm mô đi. Chứ bây giờ thử mấy mẫu đầm suông này mà không chế nào lấy em buồn quá à. Đầm mô đi. Rồi em lên body nè, em lên body trễ vai màu hồng. Màu hồng mẫu này có nhiều màu lắm nha. Mình lên hàng mình comment, mình tương tác được cho vui đi mấy chế ơi. Không có động lực lên hàng. Rồi em lên một cái body màu hồng xinh cực sang nha. Có xẻ tà nữa nha. Đó. Rồi mấy chế mấy tình yêu nào, mấy chế đẹp nào thích mẫu này thì mình comment là body hồng 89 kèm số điện thoại nha. Trời cực kỳ nịnh dáng luôn, mẫu này nịnh dáng vô cùng. Đó, mấy giờ cho nó chế tông nha. Đó. Ship 30k nha các tình yêu ơi. Cầm chữ A. Mới vừa lên phần chữ A một đống luôn, không ai lấy hết trơn. Dạ. Mới vừa qua phần chữ A một đống không ai lấy giờ chưa. Rồi, mấy chế ơi, mấy tình yêu ơi, mình lấy mẫu thì mình comment là màu hồng 89 kèm số điện thoại nha. Rồi mẫu này không lấy thì tiếc lắm nha. Thì sự mẫu này rất là đẹp, rất là mấy chị nào mà đi tiệc đồ gì thì mặc mẫu này thì đẹp quá à. Rồi chừng nào mà em có cái mẫu đầm chữ em thử tới đó thì chị coi, chị Huyền Nguyễn chị theo dõi like bên em để mình coi nha. Mấy chị không lấy mẫu đầm nè, em qua mẫu khác nha. Rồi em lên một cái mẫu nè, mẫu này là mẫu dạng xéo vai nè, có dây xích nè. Mẫu này chỉ 89k thôi, không lấy mẫu này thì ổn lắm nè nha. Em lên mẫu này, em chuẩn bị lên mẫu này nha các tình yêu ơi, các chế đẹp ơi. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là body đen 89 kèm số điện thoại nha. Cái dạng đó, cái dạng trễ, cái dạng xéo là rất là lạ mắt nè. Quá cưng luôn nè. Mẫu đó xin lỗi thôi ngồi một chiều thôi. Mẫu nào chị? Mẫu đó. Mẫu hồng với mẫu đen á. Chứ sở thương mừng hỏi có đẹp luôn mà không có vừa mẫu đỏ mẫu hồng á, chứ sở thương mừng không có vừa mà mẫu đó cứ sở thương mừng sẽ vừa. Xứ sở thương mừng ơi, mẫu này bạn sẽ vừa đó, xứ sở thương mừng ơi. Đó, mẫu này mình không lấy thì ổn lắm, đẹp lắm nè các chế ơi. Mấy người đẹp ơi, mấy người đẹp ơi, mẫu này đẹp lắm nè. Đó, bên mình mua mẫu váy này bên em tặng cho các chế cái cộng danh sách này luôn nè. Mình có thể phối lại nhiều cái đầm khác nữa, không chỉ riêng đầm này nha. Rồi ai lấy mẫu này thì comment cho em là đen, body đen 89 kèm số điện thoại nha, để bên em chốt hàng nha. Mẫu này tầm 58kg đổ xuống vừa. Nếu mà mình hơn 58 thì mình phải cao cho 1m6 nha. Mẫu này 58kg là vừa đó nha bạn Khăn Chầu ơi.
Ôi mẫu này đẹp quá nè, không lấy qua mẫu này uổng lắm, uổng lắm các chế ơi. Lâu lâu mình mới có cái mẫu như vậy 89k, chứ trong shop mẫu này bán là tầm hả 100, 200, hơn 200. Nó. Rồi mẫu này tôn dáng khỏi phải nói nha. Không lấy thì mẫu này thì uổng quá nè. Rồi mẫu này đen body 89k, kèm số điện thoại các chế nhanh tay comment nha. Mẫu này không lấy thì ổn quá nè. Trời, mẫu đẹp như vậy không lấy ổn lắm luôn. Mẫu này em nhắc lại, mẫu này 58 kg vừa nha các tình yêu ơi. Mấy tình yêu không lấy mẫu này em qua mẫu khác nha, mà mẫu này không lấy nữa thì không biết có mẫu nào mà nó đẹp mà vừa ý các tình yêu luôn nè. Em lên một cái đầm xanh ngọc. Dạ thôi. Làm maxi xanh ngọc. Ủa maxi hay xanh như ta? Dạ thôi. Thôi đam giả hỏi xanh ngọc. Cảm giác ngày đầu tiên nói chuyện có tí xíu cảm giác như thế nào? Mệt không? Khô khó không? Điên quá. Giờ đi. Rồi. Nói chuyện đó hả? Ừ. Nhưng mà nó tạo cho con cảm giác là con sẽ mạnh mẽ hơn, mạnh dạn hơn chứ không tính nha. Được, đúng không? Cảm thấy mạnh hơn, mạnh dạn hơn không? Nói chuyện được là mạnh dạn hơn rồi. Ủa này, tao không biết, phải là em không biết. Không, thấy nói chuyện được nè. Mình lấy mẫu bạn đang mặc, bạn đang chồng mẫu người. Màu đen. Chốt này. Ừ, nhưng mà tôi phải nói là chị chốt này hoàn thành theo đường đen mã đó, body đen, kèm số điện thoại. Thằng chầu ơi, tình yêu ơi, bạn lấy cái mẫu đó thì mình comment đúng cú pháp để bên em giao hàng cho chị nha. Mình comment là body đen 89 kèm số điện thoại của Khăn Hoàng nha. Thằng trời, con chầu gì đó. Rồi, em lên một cái đầm dạ hội nữa. Em sắp kết thúc live nha, mấy chế tình tranh thủ nhanh nhanh tay mua hàng bên em nha. Sắp kết thúc live mà mình không mua thì uổng lắm nè. Rồi, mẫu này thì sang khỏi phải nói. Các chơi ơi, mẫu này là mẫu maxi dự tiệc dạ hội nha. Đó. Trời ơi. Ai lấy mẫu xanh ngọc thì mình comment là xanh ngọc 89 kèm số điện thoại nha. Khăn chầu ơi, chắc là chưa giao tới cho khăn chầu đó. Khăn chầu ơi, mình sẽ tranh thủ giao cho bạn sớm nhất có thể nha. Rồi mẫu này không lấy thì ổn quá nè. Đây, mấy chế nào cao cao mặc mẫu này vô rất là xinh, rất là đỉnh dáng nha. Mấy người các chế ơi, mình không lấy nữa, mình không lấy nữa, em kết thúc live đây nha. Em cho mấy chế mấy phút nữa mình comment mình lấy mẫu nào nãy giờ mình comment để mình lấy nha các chế ơi. Không lấy em kết thúc live nha. Rồi, khăn chầu áo ngự nè, cảm ơn chị. Em đã nhận được đơn chốt hàng của chị Body Đen rồi nè. Em sẽ nhắn tin, sẽ gọi điện cho chị sớm nhất có thể nè nha. Rồi bây giờ em lên một cái cuối cùng, một cái áo sơ mi cuối cùng, nãy giờ các đầm sơ mi chứ, đầm sơ mi cuối cùng cực kỳ sang nha. Các chế nãy giờ ai ưng mẫu này thì comment là đầm sơ mi 89 kèm số điện thoại, với lại những cái mẫu hồi nãy ấy, mấy chế còn phân vân do dự chưa đặt á, mình comment để mình được bên shop mình liên hệ nha. Rồi em lên một cái cuối cùng, em kết thúc like nha các tình yêu ơi. Rồi mẫu này là rất là xinh luôn nè nha. Bạn Đào Võ ơi, nãy giờ bên mình lên mẫu body rất là nhiều nha. Rất là nhiều mẫu body nha. Mình coi lại mình có thể đặt hàng bên sớm nha. Rồi mẫu này là sang quá sang luôn. Rồi không lấy mẫu này thì ổn lắm. Ai lấy sơ mi đầm sơ mi đen này thì mình comment là sơ mi 89 kèm số điện thoại nha. Đó.
em đứng xa cho các tình yêu thấy nè, máy chế nào mà cao dưới 1m6 mặn càng xinh hơn nữa, càng xinh hơn nữa. Tại vì em cao á nên nó mặn, mặn hơi cao lên nên nhìn nó không đẹp bằng các chế nha. Rồi ai không không có chế nào thích mẫu này hả nè? Nó có cái thắt lưng đây nè, mình có thể điều chỉnh cái độ rộng của eo mình nè. Không kén dáng. Trời, mẫu này rất là đẹp nha các chế ơi. Mẫu này chỉ 89 thôi nha Huỳnh Phước ơi, mình lấy đi. Đây là mẫu cuối cùng của buổi livestream hôm nay nha. Mình lấy, mình comment nhanh tay lên nha. Em sắp kết thúc livestream nha. Mẫu này là mẫu cuối cùng, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp nè. Em chọn mẫu này là mẫu cuối cùng nha. Đó. Các chế không lấy mẫu này thì uổng lắm. Cái mẫu này mình ai bụng bự, bụng nhỏ, bụng to mình bận cũng được. Tại vì mình có cái dây điều chỉnh nè. Có dây điều chỉnh ngay eo nè. Thằng chồng nó đặt xuống luôn ngay. Cái đầm này 89k, em nhắc lại cho các chế đẹp biết là cái đầm này là 89k nha. Mình đặt đầm này cũng rất là sang. Dạ. Khách ơi, khách ơi, cái mẫu này nè, bên em chỉ còn có một cái thôi nên các chế nhanh tay chốt nha. Nãy giờ em thấy có nhiều chế hỏi lắm nên bây giờ các chế nhanh tay chốt. Em chỉ lấy được người đầu tiên comment thôi, tại vì còn có một mẫu duy nhất thôi, mình không lấy thì uổng lắm. Cái đầm này mà có 89k là không lấy là em lấy. Mấy chế không lấy là em lấy con này. 48k vừa nha Huỳnh Phước ơi. Mình nhanh tay comment nha. Sơ mi đen 89 kèm số điện thoại nha. Nhanh tay, còn một mẫu cuối cùng thôi. Em sắp kết thúc like rồi nha các chế ơi. Trần Ngọc Thắm 60k mặt vừa với điều kiện là bạn cao trên 1m6 nha. Không ai đặt là em kết thúc like là mẫu này không được nữa nha. Body rất là nhiều nhưng mà bây giờ em, nãy giờ em thử rất là nhiều mẫu body rồi đó. Chỉ có chọn thì chị chắc đợi đợt sau, đợt ngày mai bên em like á, chị chúc hẹn nha. À, Huỳnh Phước ơi, em sẽ chốt cho anh nếu anh comment là sơ mi đen 89 kèm số điện thoại nha. Để bên em comment đúng cú pháp thì bên em sẽ liên hệ được với anh à. Rồi Huỳnh Phước ơi, mình comment đúng đây để em kết thúc like này nha. Mẫu này không đặt thì uổng lắm. Bán nó sạch. Rồi có ai đặt mẫu này không? Huỳnh Phước ơi, mình có đặt mẫu này thì mình comment nha. Sơ mi đen 89 kèm số điện thoại ở bên mình mới chốt hẹn cho bạn được nè. Phải có số điện thoại ở bên mình mới chốt hẹn cho bạn được nè. Nếu không chốt hàng thì em kết thúc like nha. Chào các tình yêu nha. Rồi Huỳnh Phước, em đã nhận được đơn chốt hàng của anh rồi nha. Cảm ơn Huỳnh Phước nha. Em chào các chế yêu nha. Hẹn các chế vào ngày mai nha. Ngày mai mình lên mình mua đồ của shop nha.